Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh, chúng ta đang theo dõi buổi livestream kính lúc phổ điểm tuyển sinh đại học năm 2024 với số đầu tiên với chủ đề điểm chuẩn khối ngành khoa học công nghệ và kỹ thuật. Thưa quý vị, chương trình được Đài Truyền hình Hà Nội kết hợp cùng với đội ngũ chuyên gia đến từ hệ thống giáo dục Học Mãi tổ chức với mong muốn đồng hành cùng phụ huynh và các em học sinh năm 2006 tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học theo nguyện vọng phù hợp với năng lực thông qua việc dự báo điểm chuẩn và tìm hiểu các chương trình đào tạo của các trường đại học. Kính thưa quý vị, phụ huynh và các em học sinh, 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7 thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 của hơn 1 triệu thí sinh. Và ngay sau đó thì Bộ cũng công bố phổ điểm từng môn thi. Câu chuyện về điểm số và về điểm chuẩn các ngành đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và đặc biệt là với các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành hot, các trường top như là ngành công nghệ, kỹ thuật này. Và để học sinh có được chiến lược xét tuyển đúng đắn hơn, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay các chuyên gia và đại diện tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và với phổ điểm năm nay thì thí sinh cần lưu ý gì để đảm bảo mục tiêu đỗ vào trường đại học mơ ước, đặc biệt là các thí sinh có nguyện vọng vào các ngành khoa học công nghệ kỹ thuật thì sẽ phải có chiến lược thế nào trong việc xét tuyển, thì chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình. Và đồng hành cùng với phụ huynh học sinh trong buổi tư vấn về kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay đại diện tuyển sinh của nhà trường và chuyên gia luyện thi. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Đình Nam, Phó trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin chào thầy ạ. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh ạ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của Thạc sĩ Nguyễn Thành Công, trưởng ban truyền thông trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, giáo viên luyện thi tại hệ thống giáo dục Học Mãi ạ. Xin chào các bậc phụ huynh, các em học sinh và các khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã mời tới đây hai chuyên gia đã có một khoảng thời gian rất là dài để đồng hành với các bạn học sinh để có thể định hướng cho tương lai của mình. Và trước tiên thì xin cảm ơn thầy Nam cũng như thầy Công đã cùng có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình hôm nay của chúng ta thì sẽ đi qua 4 phần. Và phần đầu tiên đó chính là phần phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 và lưu ý cho thí sinh trong chiến lược xét tuyển. Và với phần thứ hai đó chính là cơ hội cho thí sinh trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Và ở phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng dự báo điểm chuẩn khối ngành công nghệ và kỹ thuật. Và đối với phần thứ tư thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đến với phần giao lưu học hỏi, giải đáp chuyên sâu cùng với đại diện tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và quý phụ huynh học sinh, quý phụ huynh cũng như các em học sinh, chúng ta có thể để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận để có thể trao đổi cùng với đại diện của tuyển sinh cũng như là các thầy, các chuyên gia ngày hôm nay. Quý phụ huynh thân mến, sáng nay ngày 17 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Và theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học Phổ thông năm 2024 thì điểm trung bình của môn giáo dục công dân đang vẫn là cao nhất, đạt 8,75 điểm. Và điểm chuẩn trung bình môn tiếng Anh thấp nhất đạt là 4,6 điểm. Đặc biệt với môn toán thì không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối. Môn ngữ văn có 2 thí sinh đạt điểm 10 trên cả nước. Về cơ bản thì phổ điểm các môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Và trên màn hình thì chúng ta cũng có thể theo dõi là phổ điểm các môn cũng như là phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển năm 2024. Và quý vị có thể theo dõi ở trên màn hình ạ. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên thì xin phép được gửi đến thầy Công. Với vai trò là một giáo viên luyện thi đã đồng hành cùng với học sinh trong suốt nhiều năm nay thì thầy có nhận định thế nào đối với phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay ạ? Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên của MC. Như các quý vị phụ huynh và các em học sinh đã thấy thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cái kết quả thi cũng như là phổ điểm của các môn cũng như là phổ điểm của các khối thi. Đây là một cái căn cứ rất là quan trọng đối với các thí sinh trong cái việc mà xếp đặt cái nguyện vọng của mình trong cái quá trình xét tuyển vào các trường đại học mà các em mong muốn. Thế thì có một số cái điểm nhận định về cái phổ điểm của năm 2024 so với năm 2023. Như MC vừa nói thì nó cũng không có nhiều cái điểm khác biệt so với cái phổ điểm năm trước. Các môn toán thì nó vẫn có sự tương đồng nhất định, có một cái đỉnh sau đó nó xuống dốc khá là nhanh. Đối với một số môn thuộc môn toán thì có thể có khó hơn năm ngoái một chút, còn môn vật lý cũng khó.
Thế còn môn hóa thì số lượng điểm 10 nó khá là nhiều. Còn trong số các môn khoa học tự nhiên thì môn toán, môn lý, môn hóa, môn sinh thì cái phổ điểm của môn sinh có lẽ là phổ điểm theo truyền thống là đẹp nhất khi nó có cái đồ thị hình chuông rất là chuẩn, và tức là cái giải đồ thị, giải cái biểu đồ nó rất là mịn, nó không có độ xô lệch về một phía hoặc là nó bị xuống, gọi là xuống dốc không phanh đấy, nó xuống rất là đều. Thế còn vẫn là truyền thống là các môn thuộc nhóm khoa học xã hội như là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân thì cái điểm thi của thí sinh khá là cao và cái đỉnh nó xô về phía đằng điểm cao, điểm 9, điểm 10 ấy. Thế thì còn đặc thù thì môn tiếng Anh thì nó vẫn đặc thù trong một vài năm qua. Thầy Nam đều thấy môn tiếng Anh là một cái phổ điểm khá đặc biệt khi mà nó có hai đỉnh, và đôi khi là giáo viên cũng hay gọi vui là có cái ghế đấy. Thế thì cái nhìn chung thì cái phổ điểm nó không có nhiều biến động so với các năm trước. Đó là một cái mà tôi nghĩ là cũng khá là hay. Đây là cái năm cuối cùng mà thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, và có lẽ là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như là ban ra đề không muốn tạo ra một cái sự đột biến quá lớn so với các năm trước, thì có thể đó cũng là một cái hay. Vâng, và có lẽ đến thời điểm hiện tại thì các bạn học sinh đã hoàn thành việc tra cứu điểm thi rồi. Vậy thì theo thầy thì tiếp theo thì các bạn ý cần phải làm cái gì? Sau khi các bạn thí sinh đã biết được điểm của mình thì tất nhiên là có những bạn là điểm rất là cao. Nhiều bạn đã sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án thì các bạn đã tra được điểm của mình rồi, với cái độ lệch so với thực tế nó không đáng kể, vì các bạn cũng ghi lại cái phương án trả lời và so với đáp án của bộ thì nhiều bạn đã dự đoán được điểm của mình là cao. Nhưng cũng có những cái bạn thì khi chấm điểm so sánh đáp án thì điểm nó bị lệch so với thực tế, nó lại điểm lại cao lên hoặc là thấp đi, thì có những bạn là vui mừng, nhưng cũng sẽ có nhiều bạn là điểm không được như mong đợi thì cũng sẽ rất là buồn. Thì trước tiên thì rất là chúc mừng cho các thí sinh đã đạt điểm rất là cao, và cũng chia sẻ với các thí sinh mà điểm chưa đạt được như mong đợi. Nhưng niềm vui hay là nỗi buồn ở lúc này chúng ta tạm gác lại một xíu, và chúng ta sẽ phải đánh giá cái điểm của mình để chúng ta thực hiện một cái bước tiếp theo rất là quan trọng. Xếp đặt nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, đó là cái việc cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn này. Và trước tiên thì các bậc phụ huynh cũng như là các học sinh, thí sinh cần phải nắm được rõ, xem lại được các quy trình của quá trình xét tuyển, các mốc thời gian. Ví dụ như là ở đây có các mốc từ 18 tháng 7 đến 30 tháng 7 là thí sinh sẽ phải tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế là trong khoảng này là thí sinh được phép bắt đầu đăng ký xếp đặt và điều chỉnh trực tuyến. Sau đó từ 31 tháng 7 đến 6 tháng 8 là thí sinh sẽ phải tiến hành nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh phải nắm chắc cái điều này, bởi vì rất nhiều trường hợp, có trường hợp là xếp đặt rồi nhưng quên nộp lệ phí là rất là nguy hiểm, bởi vì sẽ không ghi nhận được trên hệ thống. Lúc đó có thể điểm đỗ mà lại không đạt được yêu cầu. Thế sau đó thì thí sinh cũng cần phải chú ý là đến chậm nhất ngày 21 tháng 7 là công bố điểm sàn khối ngành sức khỏe và ngành sư phạm. Đối với hai ngành đặc thù đó là ngành khoa học sức khỏe và ngành sư phạm thì có cái điểm sàn dưới cùng, tức là phải đạt ngưỡng đó. Và thí sinh cũng như phụ huynh cần phải phân biệt được cái điểm trúng tuyển và cái điểm sàn xét tuyển. Đấy là cái ngưỡng đảm bảo để thực hiện cái quá trình giáo dục. Thế đến ngày 17 giờ ngày 27 tháng 8 thì thí sinh sẽ hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là một cái khâu, một cái bước mà nhiều thí sinh và phụ huynh cũng hay bị nhầm lẫn cái việc mà là xác nhận nhập học trực tuyến với lại việc trúng tuyển của thí sinh. Cái này nhiều khi là phụ huynh và học sinh đều đang nhầm. Thì trước 17 giờ ngày 19 tháng 8 thì các trường sẽ công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1. Đó, đấy là hệ thống trúng tuyển đầu tiên. Và từ ngày 13 tháng 8 đến 17 tháng 8 thì xử lý các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh. Và đến ngày 28 tháng 8 thì thông báo tuyển sinh các đợt bổ sung, và đến từ tháng 9 đến tháng 12 thì có những cái đợt tuyển bổ sung tiếp theo thì các nhà trường sẽ triển khai. Trước tiên là các bậc phụ huynh và các thí sinh phải nắm chắc được cái quy trình này và từng bước phải làm gì. Đến với việc thứ hai là phải nghiên cứu thật kỹ cái phổ điểm của năm nay, năm trước và những năm tương đồng.
điểm, so sánh điểm của mình và so sánh điểm của các năm trước để có một cái căn cứ xếp nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng sao cho phù hợp để đảm bảo là có cái cơ hội trúng tuyển là cao nhất. Đấy là theo thầy Công thì trong cái giai đoạn này là các bậc phụ huynh và các thí sinh phải lưu ý hai cái điểm đấy. Vâng, xin được cảm ơn thầy Công. Và đó là đối với các bạn thí sinh chuẩn bị như vậy. Còn đối với thưa thầy Nam, trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì là đơn vị được giao chủ trì để xét tuyển nhóm khu phía Bắc rồi ạ. Thì không biết là nhà trường thì đã có hoạt động cũng như là kế hoạch thế nào để chúng ta có được kế hoạch xét tuyển một cách tốt nhất ạ? Vâng, đến với câu hỏi vừa rồi của MC Khánh Linh thì thứ nhất là về các cái công việc chung thì mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng trước tiên là công việc riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội thì đối với các bạn thí sinh mà quan tâm đến các cái chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội thì các bạn cũng nên nhớ một vài các cái mốc nó cũng ngay sát ngay sau khi mà các bạn có điểm. Thứ nhất là trong giai đoạn tới thì sẽ có những các cái giống như thầy Công vừa mới chia sẻ, sẽ có cái hỗ trợ các bạn ấy trong cái chuyện về tư vấn về cái chuyện sắp đặt nguyện vọng, đặc biệt là ngày 20 tháng 7 là có sự kiện của báo Tuổi Trẻ về tư vấn lựa chọn nguyện vọng ở tại khuôn viên Đại học Hà Nội với rất nhiều các trường đại học ở khu vực phía Bắc tham gia. Và sau đó thì với Đại học Bách khoa Hà Nội thì các bạn ấy có một cái lưu ý riêng, đấy là với các bạn mà muốn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, thực hiện quy đổi điểm thay thế cho điểm tiếng Anh N1 thì các bạn nhớ cái mốc hiện nay là Đại học Bách khoa Hà Nội đang để cái mốc là 20 tháng 7 thì các bạn sẽ phải thực hiện quy đổi để nhà trường có thể là thay thế cái điểm tiếng Anh của các bạn thi bằng cái điểm chứng chỉ ngoại ngữ. Thì đấy là cái điểm lưu ý thêm, bổ sung thêm cho cái chuyện các bạn trong thời gian sắp tới. Còn về công việc chung của nhóm xét tuyển miền Bắc thì cũng phải hoạt động chung trong cái luồng lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì vừa rồi thì thầy Công cũng chia sẻ rồi, thì các bạn sẽ chú ý là sau khi mà các bạn thực hiện thanh toán, chuẩn hóa dữ liệu vân vân thì các trường sẽ bắt đầu thực hiện xử lý nguyện vọng. Hiện nay thì theo lịch của Bộ là sẽ từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 8. Và trong khoảng thời gian đấy thì hiển nhiên là các trường phía Bắc thì sẽ xét tuyển chung trên một cái nền tảng. Đại học Bách khoa Hà Nội thì liên quan đến chuyện xét tuyển này thì vẫn là độc lập của tất cả các trường thành viên. Đại học Bách khoa Hà Nội là trường điều phối, chứ là trường để trang bị các cái nền tảng kỹ thuật cũng như là xử lý các cái bài toán về yếu tố kỹ thuật thôi. Còn cái công tác xét tuyển thì vẫn là riêng của các trường thành viên. Với nhóm xét tuyển miền Bắc năm 2024 thì hiện nay có 59 trường tham gia, với nhiều trường với các cái quy mô rất lớn. Thì đấy là cái, và bổ sung thêm cái ý của thầy Công vừa rồi thì theo lịch của Bộ thì sẽ là chậm nhất là 17 giờ ngày 19 tháng 8 là các trường phải công bố. Tuy nhiên là cái lịch lọc ảo của Bộ thì là đến ngày 17. Vì vậy nên là thông thường thì đến ngày 17 tháng 8 là các em sẽ có được cái thông báo các cái kết quả xét tuyển. Tuy nhiên là không giống như là các bạn ấy tra cứu được cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cái chuyện công bố trúng tuyển thì nó lại là riêng của từng trường. Điều này thì dẫn đến là ví dụ những trường mà ủy quyền cho Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thì các bạn ấy có thể theo dõi trên hệ thống công bố chung của nhóm xét tuyển miền Bắc. Còn rất nhiều trường thì các bạn ấy phải theo dõi trên những cái kênh riêng, thông báo riêng của các trường. Và chậm nhất là sau đó là sau khi mà các trường đã đẩy dữ liệu trên cổng thông tin của Bộ, trên trang thí sinh trung học phổ thông thì các em có thể tra cứu trực tiếp ở trên trang đó. Và sau, giống như thầy Công vừa cái nói là chúng ta sẽ lưu ý sau khi được công bố trúng tuyển là duy nhất một nguyện vọng thôi, thì các bạn đã phải lưu ý cái thời hạn để xác nhận được học online nếu mà các bạn ấy đồng ý với cái phương án trúng tuyển đó. Còn nếu các bạn ấy vẫn muốn xét tuyển ở những cái đợt tiếp theo do cái kết quả xét tuyển vừa rồi của các bạn ấy vẫn chưa thực sự hài lòng vân vân thì các bạn ấy lưu ý các cái thông báo về tuyển sinh những đợt tiếp theo. Thì đấy là có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy cái lộ trình của trước tiên là của Đại học Hà Nội và cái bức tranh chung của các trường tham gia trong cái công tác xét tuyển đại học năm nay. Vâng, chúng ta có thể biết được là trong khoảng thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn học sinh cũng đã sớm đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua các hình thức xét tuyển sớm, ví dụ như là xét tuyển tài năng hay là kỳ thi đánh giá tư duy. Vậy thì thầy có thể chia sẻ rõ hơn về tình hình này, cũng như là đặc biệt là đối với các bạn mà thi xét tuyển bằng điểm trung học phổ thông thì các bạn có còn cơ hội lớn nữa hay không ạ? Vâng, một câu hỏi cũng rất thú vị liên quan đến các ba phương thức của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội thì là một trong các trường có ít số phương thức nhất trong số các trường đại học, chỉ có 3 phương thức. Thì tuy nhiên là phương thức xét tuyển sớm là chỉ có xét tuyển tài năng thôi. Còn xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy thì các bạn vẫn thực hiện giống như điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là các bạn ấy vẫn đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ
Và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ dựa trên cái đăng ký nguyện vọng của các bạn, dựa trên các cái kết quả điểm thi của các bạn và vẫn xét tuyển cùng đồng thời với thời điểm xét tuyển thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và do vậy thì đến ngày 17 tháng 8 thì các bạn ấy cũng mới biết được kết quả xét tuyển theo phương thức đánh giá tư duy. Và đây cũng là cái cách thức lựa chọn của rất nhiều trường theo cái luồng này. Hiện nay thì có khá nhiều các trường khối khoa học kỹ thuật công nghệ giống như cái chủ đề hôm nay của các bạn quan tâm là cũng có cái luồng xét tuyển giống như là Đại học Hà Nội, tức là phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm thi đánh giá tư duy, là các bạn ấy cũng sẽ phải chờ sau ngày 17 tháng 8 thì mới biết điểm chuẩn và biết được mình trúng tuyển bằng phương thức đánh giá tư duy hay không. Dạ vâng, vậy thì đối với hiện nay các bạn 2K6 ạ, vâng thưa các thầy, các bạn 2K6 thì đã ở những giai đoạn cuối cùng để có thể là đang chạm tới cái ngôi trường mơ của mình rồi. Vậy thì không biết là với thầy Công ạ, thì thầy có lời khuyên gì dành cho các bạn học sinh để các bạn có thể chọn được cái nguyện vọng nó sát với nguyện vọng của các bạn nhất được không ạ? Cái câu hỏi, cảm ơn câu hỏi của MC. Quả thực câu hỏi này là cái câu hỏi xuyên suốt trong rất nhiều năm vừa qua. Khi mà trước đây thầy Nam có nhớ, trước đây là cái hệ thống xét tuyển nguyện vọng ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 chẳng hạn. Trong đó nguyện vọng 1 mà trượt đến nguyện vọng 2 xét đến thì điểm nó phải cao lên. Và rất nguy hiểm khi mà sau khi đã thay đổi cơ chế rồi, nhiều người vẫn ăn sâu vào tiềm thức cái cách thức đó và không hiểu cái cơ chế xét tuyển mới. Thế thì để có thể gọi là đảm bảo chắc suất đỗ một cái trường đại học nào đó theo mong muốn của thí sinh thì thí sinh phải tìm hiểu rất kỹ cái quy trình xét tuyển này. Thế thì theo cái kinh nghiệm của thầy Công tư vấn cho khá nhiều thế hệ các học sinh năm trước, thì để có thể đảm bảo chắc suất mình đỗ một cái trường đại học nào đó thì các thí sinh có mấy cái điểm lưu ý. Cái điểm lưu ý đầu tiên, trước tiên là chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển bằng các hình thức trước đây, xét tuyển sớm. Có thể sử dụng kỳ thi, kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy, xét tuyển tài năng, xét tuyển bằng học bạ phối hợp với các chứng chỉ chuẩn hóa. Thế thì các thí sinh đó gọi là các thí sinh có quyền nhập học, có quyền nhập học, có quyền lựa chọn vào một ngành nào rồi. Thì chúc mừng các thí sinh đó, các em đã có một cái bảo hiểm rất là chắc ăn rồi. Thế nhưng giống như thầy Nam vừa trình bày thì những cái nguyện vọng trúng tuyển sớm đó, đó là một cái bảo hiểm, gọi là cái quyền thôi đã. Còn cuối cùng phải qua bộ lọc cuối cùng để xét xem em có trúng vào chính cái vị trí mà em lựa chọn hay không, là phụ thuộc vào cái giai đoạn tiếp theo. Thế thì ở cái giai đoạn này, theo cái kinh nghiệm của thầy Công, thì các bạn bước thứ nhất phải nghiên cứu thật kỹ cái phổ điểm và số lượng thí sinh bằng điểm mình trở lên theo một cái phổ điểm nào đó. Cái thứ hai là cái điểm sàn của cái ngành mà mình chuẩn bị mong muốn đặt nguyện vọng. Và thứ ba là chúng ta sẽ, nếu mà những cái thí sinh có điểm rất là cao, các em có quyền tự quyết số phận của các em. Các em lên tới 29-30 điểm thì thôi các em đặt 1-2 nguyện vọng thôi, không vấn đề gì. Nhưng đối với các thí sinh mà điểm gọi là chưa được an toàn cho lắm, thì theo lời khuyên của thầy Công là chúng ta sẽ xếp các nguyện vọng thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm nguyện vọng gọi là nhóm nguyện vọng cầu may. Đối với những cái nguyện vọng nào mà điểm chuẩn của năm trước nó cao hơn hẳn so với điểm của mình hiện có năm nay khoảng 1-2-3 điểm chẳng hạn, biết đâu chúng ta vẫn có thể may mắn. Khi đó thì chúng ta sẽ xếp những nguyện vọng đó, nhưng nhất quyết nguyện vọng đó phải là những nguyện vọng mà mình thích nhất cơ, chứ không phải là mình không thích mà mình lại xếp lên đầu thì nó không phải. Cho nên là những nguyện vọng đó là những nguyện vọng thích nhất nhưng điểm nó đang trên tầm với của mình, gọi là nguyện vọng cầu may. Còn nhóm nguyện vọng thứ hai là nhóm nguyện vọng ở giữa, là những nhóm nguyện vọng gọi là an toàn, khá an toàn. Thì điểm sàn trúng tuyển của cái ngành đó trong 1-2 năm trước nó tương đương với điểm của mình hiện nay. Tất nhiên nó còn phải so sánh với độ khó, cái phổ điểm của năm nay so với những năm trước nữa, nhưng nó sẽ nằm ở mức tương đương điểm của mình, có thể lệch trong khoảng trên dưới 0,5 điểm hay 1 điểm, cùng lắm là 1 điểm. Và nhóm thứ ba là nhóm nguyện vọng gọi là nhóm an toàn. Nhóm này thì mình sẽ chọn những cái nguyện vọng mà điểm sàn của trúng tuyển của nó trong những năm trước nó thấp hơn hẳn so với cái điểm của mình năm nay một vài điểm. Thế thì chia làm 3 nhóm như thế. Thì theo cái cách thức lọc ảo của bộ
thì điểm của mỗi thí sinh giống theo cái tưởng tượng của thầy Công, nó giống như một cái viên bi hay một viên bóng ấy, thì nó sẽ sàng lắc từ trên xuống dưới. Và nếu cái viên bi đó có điểm của thí sinh càng lớn thì đường kính của viên bi càng to, và khi sàng lắc thì nó sẽ đậu lại ở một cái vị trí mà không lọt. Đó, đấy là vị trí đậu. Cho nên là nếu thí sinh sắp xếp không đúng thứ tự thì một cái ngành điểm sàng rất là thấp lại đặt ở phía trên cùng, thế các em sẽ đậu ngay vào đấy luôn mà không thể đậu xuống những cái ngành mà em đặt phía sau. Cho nên phải đặt cái thứ tự nguyện vọng theo cái thứ tự, hai cái nguyên tắc là mình thích nhất ở trên cùng, mình kém thích hơn ở dưới, và điểm ở trên là cao xong xuống thấp dần. Đó là cái nguyên tắc. Thế còn đối với các bạn mà trúng tuyển sớm thì các bạn là có quyền, các bạn có quyền để nhập học vào cái ngành đó. Thì nếu mà cái ngành trúng tuyển sớm đó nó cũng không hẳn là ưng ý, tức là theo ngôn ngữ chung của các bạn hay là chưa ngon lắm, thì chúng ta nên lấy các nguyện vọng trúng tuyển sớm đó, chúng ta gài vào các vị trí tương ứng. Nếu mà chúng ta thích nhất ở cái nguyện vọng ở trên cầu may ấy, thì chúng ta đặt cái trúng sớm ở dưới một chút, nếu mà chúng ta vẫn thích cái ngành đó, và khi nó lọt xuống phía dưới chúng ta có thể đậu ở cái ngành mà phù hợp nhất và điểm tốt nhất. Đấy là theo cái cách tư vấn của thầy Công. Không biết là thầy Nam có đồng ý hay là có bổ sung gì thêm hay không? Vâng, cái hình ảnh mà thầy Công dùng cái hình ảnh coi cái viên bi nó lắc dần thì kỳ thực là trong những năm gần đây thì đúng như lúc đầu thầy Công có nói, tức là cái phương thức xét tuyển của Đại học Bách Khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì rất chiều đối với thí sinh. Tối ưu hóa luôn. Nên là thấy rằng là thứ nhất là các bạn sẽ không hạn chế số nguyện vọng, nên là các bạn cứ lưu ý không hạn chế số nguyện vọng, chúng ta cứ đăng ký, cảm thấy đăng ký một số nguyện vọng mà vẫn chưa an toàn thì chúng ta có thể đăng ký thêm. Hiện nay thì có đa dạng các cái chương trình đào tạo, đa dạng các cái ngành nghề mà nó cũng khá tương đồng, mà cũng có nhiều các cái điểm nhấn, điểm thú vị khác nhau, thì để cho thí sinh có thể lựa chọn để đưa ra cái quyết định của mình. Cái việc thứ hai là cũng giống như thầy Công, tức là lựa chọn thành ba cái nhóm. Tuy nhiên thì là mình để có một cái lưu ý cũng hơi khác một chút, tức là cái nhóm trên đầu thì nó phải luôn là cái nhóm là các bạn yêu thích nhất, bất kể là cái nhóm đấy điểm chuẩn thấp hay là điểm chuẩn cao. Hiện nay thì qua cái theo dõi cái tuyển sinh của Đại học Hà Nội có rất nhiều bạn 27-28 điểm, tuy nhiên là các bạn ấy rất yêu thích, ví dụ như là kỹ thuật học, các bạn ấy rất có niềm đam mê với các cái ngành công nghệ chế tạo về silicon vân vân, nên là các bạn vẫn lựa chọn đấy là nguyện vọng một, dù biết rằng là điểm chuẩn nhà trường đưa ra cái dự báo nó cũng chỉ khoảng 25 thôi, điểm mọi khi cũng chỉ khoảng 25 thôi, bạn ấy 27-28 bạn ấy vẫn đặt đấy là nguyện vọng một, vì đấy thực sự đấy là nếu gọi như giới trẻ gọi là chân ái, tức là các bạn ấy thấy đấy là điều yêu thích rồi. Thế nên là theo mình ấy thì top đầu tiên vẫn là cái top yêu thích nhất, bất kể đấy là cái top mà điểm chuẩn mọi năm như thế nào, nhưng đấy là yêu thích nhất. Cũng giống như mình vào nhà hàng nhưng mình thích nhất canh cua ăn cà thì chúng ta vẫn gọi canh cua cà chứ không cần thiết phải gọi tôm hùm, dù là món canh cua cà nó rất rẻ tiền thôi. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai thì cũng là để cung cấp thêm cho quý vị phụ huynh có thể lựa chọn cái sự lựa chọn phù hợp, thì kỳ thực thì về phía học sinh và phụ huynh thì ít thông tin hơn các trường, thì các trường thường cũng sẽ đưa ra các cái dự báo hay là các cái hướng dẫn thêm để thí sinh và các em và các vị phụ huynh có thể đưa ra cái sự lựa chọn thông minh hơn. Thế nên là ví dụ Đại học Bách Khoa Hà Nội thì trong rất nhiều năm thì cũng cố gắng dựa trên các cái thông tin mà nhà trường có được từ điểm chuẩn nhiều năm, từ cái xu thế đăng ký nguyện vọng trong nhiều năm, trong các cái hoạt động tham gia tư vấn, thêm vào đó là chỉ tiêu các năm, thêm đó là các cái phổ điểm vân vân, rất nhiều các cái thông số, và chạy các cái mô hình để giúp đưa ra cái dự báo điểm chuẩn. Và năm nay cũng sẽ cố gắng đưa ra cái dự báo điểm chuẩn sớm cho quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể căn cứ vào đó, cũng có thể, giống như thầy Công đấy thì là cũng có thể là tham khảo thêm để đưa ra cái sự lựa chọn thông minh hơn. Và hiển nhiên rằng là cái phương án thứ ba đấy là chúng ta vẫn phải đặt nhiều nguyện vọng nếu chúng ta cảm thấy là chưa an toàn, thì đấy là cái điểm lưu ý thêm trong cái quá trình xét tuyển nguyện vọng. Ở đây thì ăn vào tiềm thức của rất nhiều quý vị phụ huynh là các em học sinh, không phải chỉ là từ ngày trước, mà hiện nay thì ví dụ như là cái xét tuyển vào 10 thì cái cơ chế là số lượng nguyện vọng nó bị hạn chế, và nhiều khi là điểm chuẩn vào lớp 10 nó cũng có bị xô lệch khi từ nguyện vọng 1 sang nguyện vọng 2. Điều này nó cũng là một cái nguyên nhân ảnh hưởng đến cái tư duy trong đầu các em học sinh lẫn quý phụ huynh. Tuy nhiên câu chuyện xét tuyển đại học là câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đây thì các em không hạn chế nguyện vọng.
Không hạn chế nguyện vọng, các em có thể đăng ký 10, 20 nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội là thoải mái, không vấn đề gì. Bách khoa Hà Nội có tận 64 chương trình đào tạo. Thì ngoài ra thì là cái điểm chuẩn thì nó không nhảy theo cái nguyện vọng. Tức là điểm chuẩn công bố, một trường công bố là 25, tức là hiểu rằng đấy là 25 áp cho tất cả các cái nguyện vọng. Chứ không phải là nguyện vọng 1 là 25, nguyện vọng 2 thì nó 26, khác. Đó. Thì đấy là cái điểm lưu ý. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái chuyện xác nhận nhập học thì chắc là cũng phải đính chính lại một tí cái chỗ cái thông tin lúc nãy thầy Công nói một xíu để các bạn lưu ý là hiện nay chỉ có đối tượng các bạn được xét tuyển thẳng diện theo giải học sinh giỏi quốc gia thì các bạn ấy mới được quyền là xác nhận nhập học mà không cần đăng ký nguyện vọng. Chứ còn tất cả những bạn mà xét tuyển sớm thì không phải là xác nhận nhập học, các bạn ấy vẫn phải đặt nguyện vọng và chạy qua hệ thống lọc ảo để xem dừng ở nguyện vọng nào. Hiện nay thì có khá nhiều các bạn học sinh, có nhiều bạn học sinh có đến 10 cái kết quả trúng tuyển sớm của nhiều trường, kể trong đấy có cả Bách khoa Hà Nội. Và hiển nhiên là nếu các bạn ấy chọn một trong số đấy thì dẫn đến là các cái kết quả xét tuyển sớm còn lại là coi như là không có tác dụng. Tại vì khi bạn đã đặt cái nguyện vọng ấy ở một vị trí nào đó thì tối thiểu là giống như thầy Công có nói đấy là cái vé bảo hiểm. Và kiểu gì thì tối thiểu nó cũng sẽ dừng ở đó. Còn nếu mà các bạn đã đặt ở nguyện vọng số 5 chẳng hạn thì có 4 nguyện vọng trước, nếu mà đã trúng rồi thì sẽ không xuống dưới. Nhưng nếu không trúng ở 4 nguyện vọng đó thì sẽ dừng ở cái nguyện vọng sớm mà các bạn đã đặt nguyện vọng số 5. Nên là điều này cũng sẽ đưa đến cái lưu ý cho các bạn thí sinh khi đặt nguyện vọng là các bạn cứ mạnh dạn, nếu mà cái kết quả xét tuyển sớm mà các bạn yêu thích rồi thì các bạn hoàn toàn có thể chốt luôn nguyện vọng 1 và yên tâm. Đấy sẽ là cái kết quả trúng tuyển luôn của mình và chuẩn bị các cái câu chuyện liên quan đến học tập tại các trường đại học mà các bạn yêu quý. Còn nếu đấy chưa phải là cái nguyện vọng chân ái của các bạn ấy mà các bạn ấy cũng có kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi tư duy tốt hơn thì các bạn ấy cũng có thể vẫn thử sức với các cái nguyện vọng mà các bạn ấy yêu thích và đặt ở phía trên cái nguyện vọng xét tuyển sớm. Thì đấy là cũng là một vài các cái để dò ý thêm cho quý vị phụ huynh là các em học sinh liên quan đến cái câu chuyện đặt nguyện vọng trong cái giai đoạn tới của quý vị phụ huynh và các em học sinh trong cái mùa tuyển sinh năm nay. Rất là cảm ơn những cái bổ sung chia sẻ của thầy Nam cho thầy Công. Và thầy Công cũng có một cái bổ sung tiếp theo nữa để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh và các thí sinh. Đó là chúng ta có chiến thuật, gọi là chiến thuật để ứng tuyển, xét tuyển, xét đặt nguyện vọng. Thì một trong những cái chiến thuật đó là em chỉ thích ngành này thôi. Thì ví dụ em chỉ thích ngành khoa học máy tính chẳng hạn, thì em sẽ chọn tất cả các ngành khoa học máy tính xếp để bởi vì em chỉ mong muốn học khoa học máy tính thôi, thì em sẽ chọn nguyện vọng đầu tiên là trường nào em thích học nhất lên đầu, mà điểm sàn là cao nhất chẳng hạn, là trường gọi là trường xịn nhất, hot nhất lên trên, trường thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và để đảm bảo rằng cuối cùng em vẫn sẽ được học ngành khoa học máy tính. Ví dụ như vậy, đấy là một cái chiến thuật là em chỉ thích học ngành này thôi, ngành khác không phải là chân ái của em. Đấy là cách cũng rất là hay. Đối với những bạn mà đã xác định được ước mơ của mình rồi thì đó là một cái chiến thuật thứ nhất. Cái chiến thuật thứ hai là chiến thuật là em rất là yêu trường này, chẳng hạn như là em rất yêu Bách khoa, em phải đến Bách khoa học kỹ thuật chẳng hạn như thế, thì em sẽ xếp đặt luôn như thầy Nam lúc nãy nói là có 64 ngành, em xếp đặt cả 64 ngành luôn, 64 nguyện vọng luôn vào từ các ngành mà mình thích nhất cho đến mình chưa thích lắm, nhưng cứ xếp, và kiểu gì nhiều cơ hội nhất là em sẽ trúng tuyển để trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa, và lúc đó em thực sự có được ước mơ, đạt được ước mơ là em đến được Bách khoa để học kỹ thuật. Đây là cái chiến thuật thứ hai, tức là chiến thuật mong muốn để vào trường. Hai chiến thuật rất hay đúng không ạ? Thật may vì ngày hôm nay thì hai thầy đều rất là chịu khó trừu tượng hóa hình ảnh để các bạn có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn, và đặc biệt là chiến thuật mà thầy Công vừa chia sẻ ạ. Và qua chia sẻ của các thầy thì cũng sẽ thấy rằng là nguyện vọng tuyển sinh của các bạn thì cũng sẽ là một hành trình khá là cam go để các bạn có thể chốt được cho mình một tấm vé vào trường đại học đúng theo mộng nguyện vọng của mình. Và hy vọng là các bạn thì cũng sẽ thật tỉnh táo, và đồng thời bên cạnh đó thì cũng sẽ có những sự chia sẻ, những lời khuyên đến từ thầy cô. Và nối tiếp câu chuyện điểm số thì mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh trong thời gian tới sẽ là việc chọn ngành, chọn nghề, tìm kiếm chương trình đào tạo của các trường đại học. Và ban biên tập của chương trình thì cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi và yêu cầu từ phụ huynh học sinh trong việc là tư vấn về các khối ngành. Và trong đó thì rất đông phụ huynh học sinh có mong muốn tìm hiểu về khối ngành công nghệ và kỹ thuật. Và hôm nay thì với sự góp mặt của thầy Nam đại diện cho Đại học Bách khoa Hà Nội thì là một trong những trường hàng đầu về cung cấp nguồn nhân lực
về chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ rồi. Thì ngày hôm nay thì thầy cũng sẽ chia sẻ chi tiết hơn dành cho phụ huynh cũng như là các bạn học sinh về ngành học cũng như là cơ hội về nghề nghiệp sau khi ra trường của sinh viên khối ngành công nghệ kỹ thuật đúng không ạ? Xin giới thiệu về cái khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ. Thì thứ nhất là nó có hai cái luồng nó đang đi hơi ngược nhau một chút xíu. Thứ nhất là về luồng về nhu cầu. Nhu cầu về phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ thì càng ngày càng đòi hỏi nhiều, và đặc biệt là các cái nguồn lao động với chất lượng cao, tức là được qua đào tạo từ bậc đại học trở lên, vân vân, liên quan đến rất rất nhiều các khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ. Hiện nay thì nếu mà chúng ta thấy các cái bài toán mà gần đây nhất đấy là bài toán về vi mạch và bán dẫn chẳng hạn, thì đấy là một trong các cái thấy là nhu cầu trước đấy một giai đoạn là nhu cầu về ngành công nghệ thông tin. Nhưng bên cạnh đó thì rất rất nhiều các cái ngành khối ngành công nghệ khác, từ điện tử viễn thông, từ tự động hóa, từ cơ khí, vân vân, thì đều là đang có cái nhu cầu rất lớn để phát triển. Ở đây thì cũng chia sẻ một cái câu chuyện rất nhỏ nhỏ thôi. Đây, trong quá trình mà làm tuyển sinh thì thầy Nam có đi tham quan một cái nhà máy quốc phòng. Và một cái nhu cầu mà sống còn của nhà máy trong cái giai đoạn mới và đáp ứng cái yêu cầu không phải chỉ của Bộ Quốc phòng mà còn rất nhiều các cái yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thì là một trong yêu cầu đấy là cần phải tự động hóa cái nhà máy. Các cái công việc trong nhà máy gần như là đang làm khá thủ công và rất mong muốn. Thế thì để làm cho để tự động hóa thì không phải chỉ một cái chuyên ngành về khoa học kỹ thuật công nghệ, trong đấy phải cần là chuyển đổi số về công nghệ thông tin, cần về tự động hóa, cần về các cái hệ thống robot hay là hệ thống điều khiển vân vân, hoặc là các cái hệ thống về cái vật liệu mới hay là công nghệ mới vân vân. Thế ngay lập tức là trong một nhà máy thôi là chúng ta đã thấy cái nhu cầu nó đã rất lớn như vậy. Còn khi mà chúng ta nhìn ra cả một cái nền mong muốn phát triển công nghiệp ở Việt Nam thì cái nhu cầu đấy nó sẽ thực sự lớn. Và chúng ta thấy đâu đó là ngành A, ngành B có nhu cầu 30.000, 50.000, 100.000 nguồn nhân lực. Đấy là thực sự là mình thấy là rất bình thường đối với cái xu thế hiện nay liên quan đến khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ. Nhưng một cái luồng nó lại ngược lại một chút xíu. Đấy là cái số lượng thí sinh mà yêu thích cái khối khoa học kỹ thuật công nghệ hay là khối khoa học tự nhiên thì đang xu thế giảm đi. Và điều này thì nó đưa đến một cái, như mình thấy thì nó lại là một cái thời cơ cho những người nào có sự lựa chọn về cái khối ngành này. Thứ nhất là khi đó là cái sự cạnh tranh của các bạn nó sẽ ít khốc liệt hơn. Nếu mà các bạn thấy là có một số ngành tuyển khối C mà mình thấy lên đến tầm 29-30 mà thấy nhiều như là chuyện bình thường, thì với khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ thì khối A00, A01, B00 vân vân thì thấy rằng là cái chuyện đấy là nó rất xa xỉ. Nó chỉ xuất hiện ở 1-2 cái chương trình thôi. Cái thứ hai nữa là cái đầu ra. Thế thì khi đó là chúng ta lại thấy rằng là với cái sự cạnh tranh và chúng ta vượt qua được cái khó khăn đấy thì cái đầu ra nó rất rộng mở về cái thị trường việc làm, về các cái sử dụng công nghệ trong cái làm việc của mình sau khi tốt nghiệp là nó sẽ rất rộng mở. Và điều này là mình nghĩ là nó là điểm nhấn mà quý vị phụ huynh và các em học sinh cũng nên để ý trong cái quá trình mà lựa chọn cái đặt cái nguyện vọng trong cái giai đoạn tiếp theo sau khi biết điểm. Đấy là chúng ta cũng nên quan tâm đến khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ. Về liên quan đến cái ngành nghề thì ở đây thì hiện nay thì cái tính liên ngành nó rất rộng. Điều này dẫn đến là nhiều thí sinh thì nghĩ rằng là chỉ thích một ngành thôi và lựa chọn giống như chiến thuật của thầy Công vừa mới nói, tức là chọn ngành rồi mới chọn trường. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái tính liên ngành ở đây nó rất nhiều. Ví dụ một em lựa chọn ngành khoa học máy tính chẳng hạn, đây là cái ngành mà thầy Công thấy là hot và cũng rất nhiều bạn quan tâm. Tuy nhiên liên quan đến cái ngành đấy thì cũng có khá nhiều các cái ngành khác nó cũng liên quan đến. Ví dụ như chuyên sâu về khoa học máy tính thì các bạn có thể học khoa học dữ liệu. Đấy là một cái ngành mới mà ví dụ Đại học Bách khoa Hà Nội thì có khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Hoặc là ví dụ như là những cái ngành cũng gần với khoa học máy tính nhưng mà định hướng nó rộng hơn, có thể làm được nhiều các lĩnh vực khác hơn. Ví dụ như là về công nghệ thông tin. Nói chung tức là khi đó là sẽ có nhiều các cái mảng khác nhau vân vân, thì khi đó thì nó cũng vẫn gần giống. Ở đây ví dụ như là nhiều mấy câu hỏi mà quý vị phụ huynh các em học sinh hay hỏi là khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính nó như thế nào, nó khác nhau như nào, thì thấy rằng là cái bức tranh chung là 70% cái nền tảng là nó sẽ giống nhau, nó sẽ khác nhau ở cái phần chuyên sâu cuối cùng thôi. Nên là khi mà quý vị phụ huynh mà các em lựa chọn ngành mà cảm thấy mà cần thêm các sự lựa chọn thì thứ nhất là cái sự tương đồng hay là cái sự liên ngành trong khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ là rất lớn. Nên là khi chúng ta đăng ký một cái ngành A thì chúng ta thấy là chúng ta có thêm sự lựa chọn, thì chúng ta có thể
tìm hiểu thêm những cái ngành gần để có thêm cái sự lựa chọn, và đấy sẽ là cái sự lựa chọn thông minh mà mình nghĩ là vẫn vừa đáp ứng được là cái làm việc trong cái lĩnh vực mà chúng ta yêu thích, chúng ta mong muốn trở thành, mà thứ hai là cái cơ hội thành công hay là trúng tuyển vào các cái chương trình của các cái trường mà các bạn yêu thích nó cũng sẽ rộng hơn. Thì đấy là một vài cái chia sẻ về khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ với quý vị phụ huynh các em học sinh. Vâng, khi nãy thì thầy cũng đã có nhắc tới về nhu cầu nhân lực trong tương lai. Tuy nhiên thì với cái vị trí công việc cụ thể và với kỹ năng cần thiết cho từng vị trí đó thì sao ạ? Để làm việc hiển nhiên là thứ nhất là các bạn phải hội tụ rất nhiều cái yếu tố. Nhưng một trong những yếu tố mà cần thiết đấy là cái mặt chuyên môn. Chuyên môn là các bạn phải qua đào tạo, và đào tạo ở những cơ sở giáo dục, đào tạo đại học thì các bạn ấy sẽ vẫn được đào tạo bài bản và nền tảng, cũng như là có thể sau này đáp ứng được rất nhiều các cái yêu cầu khác nhau của cùng một cái công việc. Thì thế nên là rất nhiều người cũng hỏi các chuyên gia tư vấn là nhiều khi em thấy nhiều người thành công khi không qua đại học vân vân gì đó. Tuy nhiên vẫn là cái câu chuyện đấy, thì quay lại là khi mà các bạn được đào tạo thì cái khả năng thành công của bạn cao hơn. Khi có một người mà không qua đào tạo mà thành công thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy ngay bên cạnh một người đấy sẽ có 10 người là đã qua đào tạo mà lại thành công. Thế nên là chúng ta nếu mà chỉ lấy cái tấm gương của một số ít người để phấn đấu thì nó cũng là một chút gì đấy mạo hiểm. Thì đấy là cái yêu cầu đầu tiên là vấn đề chuyên môn. Vấn đề thứ hai là các cái kỹ năng khác, và hiện nay các trường đào tạo đại học cũng đang đào tạo. Đấy là các cái kỹ năng mềm, các cái kỹ năng làm việc nhóm, các cái kỹ năng lãnh đạo vân vân, hay là các cái kỹ năng làm việc với các cái doanh nghiệp nước ngoài, tức là trang bị thêm các cái đặc thù của các cái chương trình đào tạo. Ví dụ đào tạo mấy công ty bên Nhật thì các bạn ấy phải học văn hóa Nhật, phải ngôn ngữ Nhật vân vân. Đấy thì các cái đấy thì nó sẽ giúp cho các bạn ấy khi mà ra ngoài là thành công. Và hơn hết đấy là cái tính chủ động của các bạn ấy trong cái quá trình học tập, cũng như là tìm kiếm các cái cơ hội thành công trong cái công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Thì đấy là các cái mà các bạn cần phải để ý để chuẩn bị cho hành trang trở thành sinh viên đại học, các trường đại học mà trong thời gian sắp tới mà các bạn sẽ phải quyết định. Vâng, và một trong những điều khá thiết thực dành cho các bạn khi muốn tìm hiểu về ngành này, thì xin thầy hãy chia sẻ về cảm nhận của thầy về đối với mức lương cũng như là chế độ đãi ngộ của nhóm lao động thuộc ngành công nghệ kỹ thuật, để cho các bạn là học sinh có thể gọi là hình dung ra trước được không ạ? Dạ vâng, thì bình thường thì ví dụ như tất cả các trường đại học thì đều có thống kê sinh viên sau khi ra trường 3 tháng, 6 tháng, 1 năm vân vân gì đó. Ở đây thì ví dụ như là một trong vài ngành thôi của Đại học Bách khoa Hà Nội thì thông thường cái mức thu nhập thì nó thường khoảng từ 10 đến 15 triệu sau khi ra trường. Còn hiển nhiên là nó sẽ tăng tiến theo cái cấp số tùy vào cái năng lực thực sự các bạn ấy được trang bị. Hiện nay thì có một cái là với các cái bạn thế hệ có thể là 2000 thì về sau thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thu nhập từ các vị trí công việc ấy là nó sẽ đến từ năng lực và để đến từ các cái công việc mà các bạn ấy tham gia vào. Trước kia thì các thế hệ thì vẫn rất chung thủy với hệ số vân vân gì đó, nhưng mà cái cải cách tiền lương, vị trí việc làm hay là kể cả trong doanh nghiệp và trong nhà nước hiện nay cũng bắt đầu thay đổi, là chúng ta sẽ thấy rõ cái câu chuyện rằng là cái năng lực thực sự các bạn nó sẽ đem lại cái thu nhập. Và Đại học Bách khoa Hà Nội là rất tự hào là một trong những cái cơ sở đào tạo mà sinh viên ra trường thì có cái mức thu nhập, đặc biệt là thu nhập sau một vài năm. Tại vì là có một số cái ngành lúc ban đầu thì xuất phát nó chậm, tuy nhiên là sau một vài năm thì cái gia tốc, tức là cái độ lao lên của các bạn ấy trong cái thu nhập thì nó rất chỉ là tốt. Hiện nay thì nhiều người thì nghĩ rằng là khối ngành công nghệ thông tin cũng sẽ là một cái khối ngành mà có cái nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì các cái ngành khác với cái gia tốc về sau thì cũng rất chỉ là ổn định, nên là các bạn ấy hoàn toàn có thể cũng tìm hiểu thêm để thấy rằng là có khá nhiều các động lực để các bạn ấy lựa chọn các khối ngành liên quan đến khoa học kỹ thuật công nghệ mà chủ đề của hôm nay mà chúng ta hướng đến. Thì đấy là cũng một vài cái chia sẻ. Còn cái số cụ thể thì ở đây thì ví dụ như là trong cái khối ngành đơn giản thôi là khối ngành toán tin chẳng hạn, thì đi làm giảng viên giống như thầy Công hay thầy Nam thì chắc là thu nhập sẽ không bằng với các bạn mà làm cùng cái lĩnh vực đó, nhưng mà trong các cái khối ngành khác, trong phân tích tài chính hay trong công nghệ thông tin vân vân đấy. Thì đấy là một cái chia sẻ rất chi là nhỏ để quý vị phụ huynh và các em học sinh cũng có thêm các cái thông tin để lựa chọn các ngành nghề.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ nói về một điều thiết thực hơn gần nhất, đó chính là tại Đại học Bách khoa Hà Nội thì bây giờ đang có những ngành học nào liên quan về lĩnh vực này, và đồng thời thì khi các bạn học xong thì các bạn có thể làm những công việc gì ạ thưa thầy? Vâng, hiện nay thì nhớ đến Bách khoa thì nhiều người cứ nghĩ rằng là một trăm khoa, tuy nhiên thì Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi chuyển lên thành đại học và sau các cái công việc là tái cấu trúc lại đại học thì hiện nay Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ có 7 trường. 7 trường gồm có trường cơ khí, trường công nghệ thông tin, trường điện điện tử, trường hóa và khoa học sự sống, trường vật liệu, trường kinh tế, và các khoa là khoa toán tin, khoa vật lý kỹ thuật và khoa ngoại ngữ. Tức là dẫn đến không phải là 100 khoa giống như là lâu nay chúng ta hình dung. Tuy nhiên là các chương trình đào tạo thì rất phong phú, với 64 chương trình đào tạo, với rất nhiều các cái ngành, với các cái chương trình đào tạo, với cái điểm nhấn khác nhau. Khi nhiều người thì nhớ đến Bách khoa thì chỉ là khoa học kỹ thuật công nghệ. Tuy nhiên là trong Bách khoa thì vẫn có những cái khối ngành, ví dụ như là khối ngành kinh tế và quản lý, hay là khối ngành về quản lý và công nghệ giáo dục, một cái ngành mà hỗ trợ cho các thầy đi dạy rất chi là nhiều, với gắn với công nghệ, hoặc là khối ngành liên quan đến ngôn ngữ Anh, tức là đặc biệt là tiếng Anh khoa học kỹ thuật là rất cần thiết trong các cái công việc mà để thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan đến các cái đề tài hay là các cái dự án liên quan khoa học kỹ thuật công nghệ, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy. Còn về những cái ngành truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội thì các bạn có thể vẫn nhớ đến như là cơ khí hay là điện điện tử vân vân gì đó, thì đấy là những cái ngành mà rất truyền thống. Thế thì khi mà ra trường thì các bạn ấy hoàn toàn có thể làm tại các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp hay là các cái cơ sở sản xuất từ mức nhỏ đến mức lớn, và đặc biệt là cũng có thể là nhiều bạn là cũng có nhiều các cái ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trẻ vân vân, thì các bạn ấy hoàn toàn cũng có thể là tự để đưa ra các cái ý tưởng, các cái sản phẩm mà sau này đem ra ứng dụng và có các cái vị trí ở trong thị trường lao động. Hiện nay thì cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội thì đi đến rất nhiều nơi, ví dụ như là trong các cái lĩnh vực mà các bạn có thể thấy là rất đơn giản thôi, là và vào trong ngành điện chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là khả năng mà các bạn đụng một cựu sinh viên Bách khoa là rất cao. Hoặc là ví dụ như là các cái ngành về hóa chẳng hạn, ngành hóa và khoa học sự sống chẳng hạn, trong tập đoàn hóa chất hay là các công ty về hóa, các công ty về môi trường, các công ty về thực phẩm, về các cái chế phẩm sinh học vân vân, thì các bạn cũng sẽ thấy là trong đấy sự xuất hiện của các cựu sinh viên ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội là rất nhiều. Nhà máy bia Hà Nội hay là các cái công ty về chế bản gen vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều. Thì đấy là một vài các cái mà các bạn thấy hình dung. Còn chi tiết cụ thể, tại vì nó tận đến tận 64 chương trình đào tạo với rất nhiều các cái điểm nhấn và những cái điểm lưu ý khác nhau, thì các bạn có thể theo dõi website tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, trong đấy cũng có cái bài giới thiệu đầy đủ từng chương trình một, để quý vị phụ huynh các em học sinh có thể tìm hiểu thêm về các cái chương trình cũng như là các công việc sau khi các em mới tốt nghiệp ra trường. Vâng, và cũng có thể thấy được là Đại học Bách khoa Hà Nội thì cũng đã rất sẵn sàng cho kế hoạch tuyển sinh của năm 2025 rồi. Và có lẽ là xin phép thầy hãy chia sẻ chi tiết hơn một xíu về cái đề án tuyển sinh được không ạ? Về đề án tuyển sinh năm 2025 thì hiện nay thì cũng vẫn chưa công bố. Tuy nhiên thì là cũng Đại học Bách khoa Hà Nội thì cũng hơi cẩn trọng hơn một chút xíu. Đấy là vẫn đang chờ thêm những các cái thông tin cụ thể hơn từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến, thứ nhất là liên quan đến phương án thi tốt nghiệp năm 2025 về các cái yêu cầu. Hiện nay thì về cái chương trình lớp 12 thì hỏi qua các bạn học sinh lớp 12 thì các bạn năm tới lớp 12 thì các bạn cũng vẫn chưa nhận được cả sách giáo khoa, đúng không ạ? Thế nên là cái điều này cũng rất khó để chúng ta, tuy nhiên là sẽ đảm bảo rằng là cái phương thức tuyển sinh của Đại học Hà Nội thì sẽ vẫn giữ vững. Đặc biệt là hai cái phương thức mà sẽ ít bị xáo trộn nhất đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, đấy là phương thức xét tuyển tài năng dựa trên giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế, hoặc là các cái chứng chỉ quốc tế, hoặc là những các bạn có tài năng chuyên biệt, có học sinh trường chuyên, hay là những học sinh có các cái giải cấp tỉnh hay là khoa học kỹ thuật công nghệ, và có rất nhiều các cái thành tố khác để góp lên cái sức nặng của bộ hồ sơ, thì đấy là xét tuyển tài năng thì vẫn sẽ giữ ổn định. Thứ hai là phương thức xét tuyển tư duy theo điểm thi tư duy thì cũng vẫn giữ ổn định, và hy vọng rằng là năm tới với sự quan tâm của quý vị huynh các em học sinh thì cái tỷ trọng sẽ được đẩy lên cao. Còn cái phương thức thứ ba là theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ có các thông tin cụ thể chính xác sau khi bộ có các cái thông tin nó sâu hơn, thì
Cái phương thức thứ ba thì cũng sẽ chia sẻ để quý vị huynh và các em học sinh có thể có sự chuẩn bị. Tuy nhiên là sẽ không có nhiều xáo trộn, và vẫn cố gắng là với những bạn nào mà đã có cái sự chuẩn bị mà liên quan đến các cái khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ thì các em ấy cũng sẽ hoàn toàn có cơ hội để xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì đấy, đấy là cũng có chia sẻ về cái bức tranh tuyển sinh năm 2025. Hiện nay thì nó chưa rõ như là một cái đề án, nhưng mà đó là những cái chúng ta cũng có thể hình dung trước để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cái năm học 2024-2025 sắp tới. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của thầy Nam ạ. Và thưa thầy Công, không biết là đối với trường chuyên sư phạm ạ, thì tỷ trọng các bạn học sinh đăng ký vào cái khối công nghệ kỹ thuật có nhiều như thế nào? Chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều em đã đăng ký vào Đại học Hà Nội đúng không ạ? Đúng là bên phía trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm thì gồm có các chuyên, gồm có chuyên toán, chuyên tin, chuyên lý, chuyên hóa, chuyên sinh, và có hai chuyên thuộc khối xã hội ngôn ngữ, đó là chuyên văn và chuyên tiếng Anh. Thì vì cái tỷ trọng, cái số lượng các bạn học sinh học các môn khoa học tự nhiên và toán tin là chiếm tỷ lệ chủ yếu, do vậy mà số lượng các bạn học về khoa học tự nhiên cũng khá là nhiều, Thế thì trong năm vừa qua thì nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát không phải một khóa mà 5 khóa liên tiếp, thì cái dữ liệu thu về là cái số liệu các bạn học sinh sau khi ra trường thì có khoảng 25% là các bạn sẽ đi du học ngay sau khi ra trường, còn sau khi tốt nghiệp đại học và đi du học tiếp thì con số lên khoảng 55-60%. Như vậy tỷ lệ các bạn đi du học cũng khá là cao. Thế còn về tỷ trọng các khối ngành đăng ký học đại học thì được chia làm 3 cái nhóm ngành chính. Nhóm ngành thứ nhất đó là nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhóm này chiếm tỷ trọng khoảng 30%. Nhóm thứ hai là nhóm ngành kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, nhóm này cũng chiếm khoảng dưới 30% một chút. Và nhóm ngành thứ ba là nhóm ngành liên quan tới luật sư phạm, các khối ngành luật sư phạm và các ngành khác nữa, khoảng 1/3 thứ ba. Như vậy chia làm 3 cái xu hướng chủ đạo như vậy. Thế thì cái nhóm mà thuộc các học sinh mà tham gia khối ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ thì các em cũng có nhiều lựa chọn, nhưng một trong những lựa chọn rất là nhiều đó là lựa chọn trường Đại học Bách Khoa. Trong những năm vừa qua thì hợp tác giữa trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm và Đại học Bách Khoa nó thể hiện ở rất nhiều cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó chính là nhà trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có cung cấp học sinh cho Đại học Bách Khoa để làm các bài test thử hệ thống liên quan tới câu hỏi chẳng hạn, thì nhà trường cũng có hợp tác. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các thầy cô của đại học trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm cũng rất là đưa học sinh gửi ưu tiên và gửi gắm học sinh, viết thư giới thiệu cho học sinh để có thể xét tuyển tài năng vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và trong cái đợt nhà trường, trong cái đợt mà Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa gọi là công bố cái phương trúng tuyển của 2.000 thí sinh, khoảng 2.000 thí sinh, trong đó có 40 thí sinh gọi là tài năng nhất, gọi là idol đấy ạ. Theo cách gọi của trường Bách Khoa là idol, thì có tới 6 học sinh là học sinh của chuyên sư phạm, và bạn gọi là thủ khoa là bạn Tô Lê Quang là lớp 12 chuyên lý của trường chuyên sư phạm đã xuất sắc giành cái vị trí gọi là thủ khoa trong cái xét tuyển tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Có thể nói rằng về khối các ngành kỹ thuật, khoa học kỹ thuật thì một trong những lựa chọn hàng đầu của học sinh chuyên sư phạm là các trường thành viên của Đại học Bách Khoa, và một số cái xu hướng nữa là đi du học về khối ngành kỹ thuật ở một số nước khác. Đó chính là cái tỷ trọng mà các bạn học sinh chuyên sư phạm cũng rất mong muốn về trường. Vâng, và không biết là trong quá trình đó thì thầy cũng đã cho các bạn những lời khuyên thế nào đối với các bạn học sinh mà đang lựa chọn khối ngành công nghệ và kỹ thuật ạ? Khối ngành công nghệ và kỹ thuật thì quả thực là các học sinh của trường chuyên cũng rất là quan tâm, như thầy Công vừa chia sẻ, có khoảng 1/3 số học sinh của nhà trường sẽ theo cái xu hướng này. Thế thì trong cái khối ngành kỹ thuật và công nghệ thì lại có rất nhiều ngành, bởi vì có rất nhiều ngành gọi là chuyên ngành, chuyên sâu vào.
Và như thầy Nam nói lúc nãy, mỗi ngành chuyên sâu đó lại có sự giao thoa, gọi là tích hợp. Vì vậy mà các học sinh thuộc các chuyên khác nhau của trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm thì cũng lại được tìm hiểu theo các chương trình hướng nghiệp hoặc là sự trao đổi của các chuyên gia sẽ đi theo những cái hướng khác nhau. Ví dụ như các bạn chuyên học sinh chuyên toán thì thường hay lựa chọn vào bách khoa, chuyên toán chuyên lý thường trạng thượng lựa chọn vào bách khoa, chuyên hóa thì cũng có thể lựa chọn vào bách khoa hoặc là một số cái trường đào tạo về ngành hóa học hoặc liên quan khác. Chuyên sinh thì cũng lại có một số xu hướng, đó là vào học trường y, trường Đại học Y Hà Nội hoặc là ngành công nghệ thực phẩm hoặc là ngành môi trường của Đại học Bách khoa hoặc là một số trường đại học khác mà có những ngành liên quan. Thì đó chính là những cái học sinh thuộc cái khối khoa học tự nhiên của trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm cũng có rất nhiều lựa chọn, và các thầy cô chủ nhiệm của nhà trường cùng với các thầy cùng với nhà trường thường tổ chức các buổi gọi là chia sẻ hướng nghiệp hoặc là mời các chuyên gia về để giới thiệu chi tiết về các ngành, tất cả các ngành, và khi đó các bạn học sinh mà hứng thú với các ngành nào thì các bạn đó có thể tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa. Và ở trường chuyên sư phạm thầy Nam bạn có những học sinh rất là gọi chủ động mạnh dạn. Trước đây lớp thầy công chủ nhiệm có một học sinh là em Nhi, em gửi email trực tiếp cho một thầy bên trường Bách khoa và chia sẻ với thầy về cái lĩnh vực mà em đang quan tâm nghiên cứu. Bản thân bạn ấy thì là học sinh giỏi quốc gia và vì vậy bạn có cơ hội tuyển thẳng. Cho nên là hai bên thầy trò đã trao đổi trước khi vào trường rồi, từ khi bạn ấy vẫn là học sinh nhưng đã có những cái xu hướng để gọi là hướng nghiệp này. Cái thứ hai là tìm hiểu cái ngành chuyên sâu của mình trong tương lai. Đấy là cái sự chủ động rất là lớn của học sinh. Vâng. Sau khi mà nghe chia sẻ đến từ thầy Công và thầy Nam thì có thể thấy rằng là rất nhiều học sinh đang có nguyện vọng và rất hào hứng với ngành công nghệ và kỹ thuật, và đặc biệt là sẽ sớm trở thành một tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Và tuy nhiên thì đó sẽ là mong muốn thôi. Và việc của chúng ta có đủ điểm để có thể đỗ vào các chương trình đào tạo của trường hay không thì sẽ là yêu cầu tiên quyết. Và điểm chuẩn khối ngành công nghệ và kỹ thuật năm 2024 thì sẽ biến động thế nào? Thì xin mời quý vị và cũng như là các bạn học sinh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dự báo đến từ chuyên gia và đại diện nhà trường trong phần tiếp theo của chương trình. Và trước khi đi vào phần lắng nghe ý kiến của chuyên gia thì chúng ta hãy cùng theo dõi một video về điểm chuẩn khối ngành công nghệ thông tin năm 2023 đã được chúng tôi chuẩn bị, và xin mời quý vị. Không chỉ là ngành nghề có mức tăng trưởng cao, công nghệ còn là ngành có sức hút với các bạn trẻ có tư duy đi trước, đón đầu những ngành nghề đắt giá trong kỷ nguyên số. Công bố mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, máy tính và công nghệ thông tin là một trong hai lĩnh vực ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhất. Với sức hút này, những năm gần đây, công nghệ luôn là một trong những ngành thu hút nhiều học sinh đăng ký và luôn nằm trong top ngành có điểm chuẩn rất cao. Năm 2023, khoa học máy tính thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 29,42 điểm. Một số ngành khác cũng thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin cũng có điểm chuẩn ở mức rất cao, như khoa học dữ liệu và kỹ thuật nhân tạo, chương trình tiên tiến lấy 28,8 điểm, kỹ thuật máy tính lấy 28,29 điểm, công nghệ thông tin Global ICT lấy 28,16 điểm. Cũng giống như Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành công nghệ thông tin luôn nằm trong top những ngành có điểm chuẩn cao nhất của các cơ sở đào tạo khác. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, ngành khoa học máy tính, chương trình tiên tiến của Trường Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn cao nhất trường là 28,05 điểm. Một số ngành khác thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin cũng lấy điểm ở mức khá cao là trí tuệ nhân tạo lấy 27 điểm, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin lấy 26,5 điểm, công nghệ thông tin, chương trình chất lượng cao lấy 26 điểm. Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 27,85 điểm. Các ngành khác thuộc nhóm công nghệ thông tin cũng lấy điểm ở mức khá cao, như công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản lấy 27,5 điểm, kỹ thuật máy tính khoa học máy tính lấy 27,25 điểm. Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn ở mức 27,8 điểm, cao nhất trường. Các ngành khác của trường cũng lấy mức điểm chuẩn khá cao, như khoa học dữ liệu lấy 27,1 điểm, khoa học máy tính kỹ thuật phần mềm lấy 26,9 điểm, Học viện Bưu chính Viễn thông
Năm 2023, ngành công nghệ thông tin của Học viện Bưu chính Viễn thông lấy 26,59 điểm. Ngành khoa học máy tính của trường cũng có mức điểm chuẩn khá cao là 26,55 điểm. Năm 2024, dự báo điểm chuẩn của các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành công nghệ sẽ vẫn ở mức cao. Cụ thể, điểm chuẩn của nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật sẽ có diễn biến như thế nào trong năm 2024? Hãy cùng các chuyên gia thảo luận tiếp trong chương trình Kính lúc phổ điểm, tuyển sinh hướng nghiệp năm 2024 để có thêm thông tin và định hướng đúng đắn nhất. Vâng, có thể thấy rằng là thông qua video vừa rồi chúng ta có thể nhận được thấy rằng là chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top điểm rất là cao, và không chỉ riêng với ngành công nghệ kỹ thuật mà còn là với rất nhiều các ngành khác. Và năm ngoái thì báo chí cũng đã có chia sẻ về câu chuyện của thủ khoa A00 là cũng trượt nguyện vọng 1 vào IT1, chính là khoa học máy tính của Đại học Bách khoa. Và được biết là điểm số của ngành IT1 năm 2023 cũng là điểm số rất là cao, đạt 9,8 điểm trên một môn cơ ạ. Vậy thì không biết là năm nay thì dự đoán của thầy Nam về điểm chuẩn của ngành IT1 thì sẽ như thế nào ạ? Vâng, thì cũng qua cái clip vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khối ngành về công nghệ thông tin vẫn là đang được quý vị phụ huynh các em học sinh là rất quan tâm, và kỳ thực là nó vẫn đúng theo cái vai trò của nó và cái nhu cầu hiện nay về cái công nghệ chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, là cái nhu cầu của ngành này rất cao. Tuy nhiên là để học được cái ngành này thì nó cũng đòi hỏi là cái yêu cầu của các bạn ấy cũng phải có đáp ứng được các cái yêu cầu rất chi là tốt để khi đó có thể theo được cái ngành này. Một trong những cái thống kê thì là ngành công nghệ thông tin cũng là cái ngành khốc liệt nhất, tức là cái khả năng mà bị sa thải cũng như là bị đào thải bởi các hệ thống về AI vân vân nó cũng rất lớn. Thế nên là để làm chủ được công nghệ thì đòi hỏi các bạn ấy phải có trình độ rất chi là lớn. Vì lý do đó nên là cái nhu cầu thì cũng rất cao. Các trường, nhiều trường đào tạo về công nghệ thông tin, những điểm chuẩn của các cái ngành đấy thì đang hiện nay cũng đang rất lớn. Thì đấy là cái bức tranh mà chúng ta cũng sẽ thấy thì năm nay nó cũng sẽ không khác gì nhiều. Tuy nhiên là về cái bức tranh về điểm chuẩn năm nay về cái khối ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, ở trường công nghệ thông tin và truyền thông Đại học Bách khoa Hà Nội thì có đến tận 7 chương trình khác nhau, từ khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính vân vân. Thì hiện nay thì cái cách tính điểm xét tuyển của Đại học Bách khoa Hà Nội thì cũng giống với một số trường thôi, nhưng là khác rất nhiều trường. Đấy là không phải là cộng cả 3 môn, mà khi đó là chúng ta sẽ có điểm toán nhân đôi, sau đó cộng với 2 môn còn lại, và sau đó là nhân với 3/4 để tính ra điểm xét tuyển, và sau đó có cộng thêm các cái điểm ưu tiên theo quy định của Bộ. Thế nên là ví dụ như là điều đó nó đưa đến cái câu chuyện rằng là cái dự báo mà các bạn có thể thấy năm nay đấy là cái điểm cao của môn toán là nó ít hơn so với những năm về trước, nên là khả năng cao thì là cái điểm chuẩn của khối ngành công nghệ thông tin năm nay nó sẽ không tăng, mà nhiều khi cũng có thể là sẽ bị giảm xuống một chút. Thì đấy là cái nhận định mà vừa rồi MC cũng có hỏi về thầy Nam liên quan đến điểm chuẩn khối ngành công nghệ thông tin. Còn cụ thể hơn thì là cái dự báo mà chạy mô hình thì chắc là cũng sẽ có kết quả trong cái thông báo hiện nay của bên Ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sẽ cố gắng là sẽ công bố vào sáng ngày 19 tháng 7, sẽ có cái dự báo để giúp hỗ trợ thêm cho quý vị và các em học sinh về các cái khoảng điểm chuẩn, để các em cũng có thể hình dung được cái mức độ để đánh giá được. Tại vì khi dưới góc độ phụ huynh và học sinh thì ít thông tin hơn là các trường, cũng như đặc biệt là các cái bộ phận tham gia và nhiều các cái hoạt động về công tác tuyển sinh thì có những cái thông tin đầy đủ hơn thì sẽ hỗ trợ phụ huynh và học sinh trong cái vấn đề đó. Thì đấy là liên quan đến cái dự báo điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cũng sẽ không thấp, nhưng mà cũng sẽ không cao như là năm 2023. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng có thể có những cái nhận định ban đầu để có thể định hướng lựa chọn cái quyết định mà đặt cái nguyện vọng ở cái khối ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn dự báo đến từ thầy Nam. Và không biết là đối với thầy Công thì thầy có dự đoán thế nào về điểm chuẩn của năm nay khi mà chúng ta có hai phương thức, khi mà chúng ta có những phương thức xét tuyển như là chúng ta xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông hay là chúng ta xét tuyển bằng hình thức là đánh giá tư duy ạ? Giống như chia sẻ của thầy Nam thì các bậc phụ huynh cũng như là các thí sinh phải chú ý cái phương thức xét tuyển của từng trường. Chẳng hạn như khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa, vào Đại học Bách khoa thì phải chú ý là cái hệ số của môn toán. Và khi chia trung bình ra, nếu như năm nay cái phổ điểm của môn toán, cái điểm những thí sinh ở mức điểm cao
là ít hơn so với năm trước, thì dẫn tới là khi chia trung bình ra để tạo ra cái điểm xét tuyển thì nó sẽ hạ xuống nhiều cơ hội là như thế. Bên cạnh đó thì một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để đánh giá xem là điểm chuẩn của một cái ngành nào đó năm nay sẽ tăng hay giảm còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, đặc biệt là cái chỉ tiêu tuyển sinh của cái ngành đó, của cái trường đó trong năm nay. Thì như lúc nãy thì thầy Nam cũng đã chia sẻ, thì khá nhiều trường đại học trong năm học 2024-2025 thì có sự gia tăng về chỉ tiêu tuyển sinh. Và cái việc mà gia tăng như thế nào thì các bậc phụ huynh và các thí sinh phải theo dõi thật chặt chẽ cái đề án tuyển sinh của trường đó. Rất nhiều học sinh là khi mong muốn thi vào trường này nhưng chưa hề đọc cái đề án tuyển sinh. Và các bậc phụ huynh và các thí sinh cần phải đọc cái đề án tuyển sinh để đánh giá xem cái chỉ tiêu tuyển sinh của cái ngành mình định ứng tuyển đó năm nay so với năm trước nó có dao động hay không. Nếu nó có sự ổn định thì lúc đó chúng ta mới đánh giá xem năm trước năm nay nó như thế nào. Còn nếu mà số chỉ tiêu nó tụt giảm nghiêm trọng thì cái điểm sàn nhiều khả năng nó sẽ nâng cao lên. Còn nếu cái số lượng chỉ tiêu của ngành năm nay tăng lên gấp rưỡi chẳng hạn thì cơ hội điểm chuẩn nó sẽ hạ xuống. Như vậy là cái câu chuyện mà dự đoán cái điểm chuẩn trúng tuyển của năm nay nó như thế nào, nó là một cái câu chuyện rất là khó và nó còn phụ thuộc vào từng trường, từng ngành. Vì vậy mà các bậc phụ huynh và các thí sinh phải theo dõi chặt chẽ cái phổ điểm, cái điểm của mình, cái phổ điểm chung cũng như là cái chỉ tiêu và đề án tuyển sinh của các đơn vị để có thể đưa ra một cái dự đoán, được một cái dự đoán riêng cho từng ngành. Còn đối với cái ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ thì theo quan điểm của thầy Công là cái ngành này xét tuyển có 40 trường là sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy, và đó cũng là một cái căn cứ quan trọng để chúng ta đưa đến những cái dự đoán. Cái thứ hai nữa là các học sinh thuộc cái mà đăng ký xét tuyển này chủ yếu sử dụng cái khối truyền thống là khối A00, khối A01 và một số phần nhỏ hơn là khối B00, là các môn thuộc về môn toán và các môn khoa học tự nhiên. Thế thì đối với các ngành này thì cái theo quan sát của thầy Công những năm vừa rồi, nó có sự chênh lệch điểm rất là lớn giữa các đơn vị. Đối với những trường đơn vị đào tạo gọi là các trường hot thì một số ngành điểm sàn trúng tuyển rất là cao. Nhưng đối với những trường mà gọi là ít hot hơn, là trường top, gọi là top trung, thì điểm nhiều khi thầy Công nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại. Thực sự là chia sẻ với thầy Nam là nhiều khi nhìn vào cái điểm sàn trúng tuyển của rất nhiều ngành liên quan tới khoa học tự nhiên cảm thấy rất là ái ngại, là nếu mà các bậc phụ huynh và các thí sinh mà cứ không lựa chọn môn này thì sau này ngành sản xuất của mình nó sẽ đi đến đâu. Thế cho nên là cái việc mà một thí sinh hoặc là một bậc phụ huynh mà lựa chọn cho con theo ngành khoa học tự nhiên và sau đó chọn khối ngành kỹ thuật thì cũng cần cân nhắc để xem là chúng ta xét tuyển vào cái trường nào cho phù hợp. Và cơ hội trúng tuyển cũng theo thầy Công nghĩ là rất là cao, ít nhất là một trường nào đó. Dạ vâng. Và chắc chắn là khó nên là mời có các thầy ngồi đây ạ. Và không biết là đối với thầy Nam ạ, đối với trường Bách Khoa Hà Nội thì đã có dự báo mức điểm sàn vào trường cũng như điểm chuẩn một số ngành chưa ạ? Vâng, cái này thì thứ nhất là ở đây thì cũng nhiều bạn cũng băn khoăn là năm nay là có những cái kỳ thi riêng, đặc biệt ví dụ Bách Khoa Hà Nội là kỳ thi đánh giá tư duy với nhiều bạn thi, thì liệu cái xét theo điểm thi tốt nghiệp nó có tăng lên hay không? Thì theo như quan điểm thầy Nam thì ở đây thì nó sẽ vẫn ổn định. Tại vì thứ nhất là những bạn mà có điểm thi tư duy cao thì bạn ấy cũng có cái điểm thi tốt nghiệp cũng khá ấn tượng. Thế nên là cái sự trùng lặp ở đấy nó cũng sẽ vẫn ổn định như vậy. Và khi mà các bạn đăng ký vào một ngành thì chỉ cần các bạn ấy đạt được yêu cầu ở trong một trong các phương thức là các bạn ấy trúng tuyển rồi. Theo như mình vừa theo dõi trên báo chí thì thấy là bạn thủ khoa toàn quốc thì cũng chính là thủ khoa của kỳ thi đánh giá tư duy. Một bạn đến từ trường tên Thị An ở Thái Bình thì đấy là chứng tỏ là dẫn đến là vẫn chỉ một bạn thôi, nên bạn ấy có xét vào ngành nào thì trúng tuyển bằng thi tư duy hay là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng chỉ là giữ lấy, bạn ấy chỉ giữ một slot thôi,
Thế nên là gần như là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái câu chuyện về điểm chuẩn. Và hiện nay thì đúng điểm chuẩn phải chạy qua mô hình cũng như là phải thu thập thêm dữ liệu. Thì trong cái công bố ngày hôm nay của Đại học Bách khoa Hà Nội, sau khi mà có điểm thi cũng rất nhiều như phụ huynh và thí sinh băn khoăn, thì nhà trường đã công bố là chậm nhất là sáng ngày 19 tháng 7 là sẽ có cái dự báo cho cả 64 chương trình theo cả điểm thi tư duy lẫn điểm thi tốt nghiệp, để giúp hỗ trợ thêm trong cái sự lựa chọn các cái nguyện vọng của phụ huynh. Tuy nhiên là cũng đấy chỉ là cái cảnh báo, đấy là cái dự báo thôi, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện là lựa chọn của quý vị phụ huynh và các em học sinh. Cái sự đột biến nó chạy nhiều xu thế hiện nay cũng có thể là cái một vài cái nhân tố nào đó nó ảnh hưởng, giống như thầy Công cũng có nói là đi nước ngoài nhiều hơn này, thì hay là ví dụ như là cái định hướng về khoa học sức khỏe nó cũng đang lên ngôi này, vân vân gì đó. Đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái này. Tuy nhiên là cái dự báo cũng là rất đáng để các quý vị phụ huynh. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta là khi mà chúng ta xem một cái dự báo thì ở đây thì cũng về sau thì chúng ta sẽ lưu ý, nếu chúng ta trong cái vùng dự báo thì chúng ta nên rất tự tin là chúng ta sẽ đặt các cái nguyện vọng một số cái ngành mà chúng ta yêu thích trong cái vùng đó. Thì giống như thầy Công có nói ấy, thì nếu mà nó chưa đến cái vùng dự báo, tức là chúng ta là phải gọi là thách thức, thì chúng ta vẫn nên đặt, vì đó là cái nguyện vọng mà chúng ta yêu thích. Còn nếu mà hiển nhiên mà nó cái ngành đấy mà được dự báo thấy thấp hơn, giống như thầy Công có nói, tức là không phải là cái điểm cho năm ngoái đâu mà cái dự báo nó thấp hơn so với điểm mà chúng ta đạt được, thì nó gọi là cái top an toàn. Như vậy chúng ta cũng phải phân thành ba cái vùng, như vậy là cái vùng thách thức này, cái vùng mà khả thi này, và cái vùng an toàn. Thì khi đó là chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn đặt nguyện vọng thông minh và hợp lý nhất. Thì và với cái mong muốn đấy thì nhà trường chắc chắn sẽ giữ lời hứa là sẽ công bố cái dự báo các cái điểm chuẩn liên quan đến theo đánh giá tư duy và tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là đến ngày 19 tháng 7. Vâng. Xin cảm ơn chia sẻ của thầy ạ. Chia sẻ vừa rồi rất hữu ích đúng không ạ? Và phụ huynh cũng là học sinh, chúng ta cũng hãy chờ đợi để chúng ta có thêm thông tin. Và như thầy Nam có chia sẻ vào ngày 19 tháng 7 thì muộn nhất là ngày đó thì sẽ có dự báo để chúng ta có thêm căn cứ và định hướng thêm về tương lai của con em mình. Và thưa các thầy và cũng như là thưa quý phụ huynh và các bạn, thì từ nãy giờ chương trình có live trực tiếp và đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi đến từ phụ huynh cũng như là đến từ các bạn học sinh dành cho các chuyên gia ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề này. Và trước tiên thì chúng tôi xin phép được chia sẻ những câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận. Với câu hỏi này thì là của bậc phụ huynh dành gửi tới chương trình, và xin hai thầy sẽ cho lời giải đáp ạ. Câu hỏi đầu tiên đó chính là: con tôi muốn sau này ra trường làm IT và tôi có tìm hiểu chuyên ngành của nhà trường có ngành IT 1 và IT 2. Hai chuyên ngành này thì khác gì nhau và tôi thấy điểm hai ngành này thì rất là cao. Và nếu như không đỗ thì con có lựa chọn nào khác tại trường để sau này ra trường làm được đúng ngành không ạ? Vâng, xin mời thầy Nam ạ. Vâng. Nó hơi khác biệt đối với một số trường. Với Đại học Bách khoa Hà Nội thì riêng lĩnh vực về công nghệ thông tin thì có một số các cái chương trình nó định hướng chuyên sâu rõ ràng hơn, và sau đó là chúng ta sẽ thấy cái công việc nó sẽ cũng rõ ràng hơn. Ví dụ như là ngành khoa học máy tính, ngành kỹ thuật máy tính, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, hoặc là ngành an toàn trên không gian số vân vân, thì nó định hướng rất rõ ràng. Và vẫn còn một số cái chương trình mà nó đào tạo chung hơn, ví dụ như là công nghệ thông tin global, hay là công nghệ thông tin Việt Nhật, hay là công nghệ thông tin Việt Pháp. Thì như vậy là hiện nay là Đại học Hà Nội liên quan đến mảng công nghệ thông tin thì có 7 chương trình thuộc trường công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó thì nếu mà quý vị phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến cái ngành gọi là khối ngành công nghệ thông tin này, thì vẫn còn rất nhiều các cái ngành nó cũng gần với công nghệ thông tin, ví dụ như là toán tin cũng dùng rất nhiều, cũng có định hướng chuyên sâu là về công nghệ thông tin. Hay là ví dụ như là ngành liên kết đào tạo quốc tế như là Choi IT, hoặc là ví dụ như là bên cái khối ngành mà lại gắn với bên kinh tế thì có ngành phân tích kinh doanh, thì cũng dùng rất nhiều các cái công nghệ thông tin. Và qua cái quan sát về cái chuyện phát triển chương trình đào tạo hiện nay tại Đại học Hà Nội thì gần như tất cả các chương trình đều có sử dụng các cái ứng dụng về công nghệ thông tin trong các cái lĩnh vực chuyên sâu. Điều đó nó sẽ dẫn đến ví dụ như là về sau các bạn có học điều khiển tự động hóa, các bạn cũng vẫn học rất nhiều các cái về lập trình. Ví dụ các bạn học về điện tử viễn thông, học về kỹ thuật về vi mạch và bán dẫn chẳng hạn, thì các bạn vẫn phải lập trình về mô hình, phải tính toán rất là nhiều, và cái đấy vẫn là công nghệ thông tin. Lập trình thiết bị cũng rất nhiều. Ngay cả những cái ngành mà các bạn thấy khô khan vân vân gì đó, nhưng mà cái chuyện sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình học tập cũng như là sau này ra làm việc, ví dụ như là ngành về sinh học chẳng hạn,
thì ví dụ như là tin sinh để các bạn làm các cái mô hình liên quan đến di truyền hay là chẩn đoán vân vân gì đó, nó sẽ rất chi là nhiều. Điều đó nó sẽ dẫn đến là cái công nghệ thông tin nó len lỏi vào tất cả các lĩnh vực. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn học thuần về công nghệ thông tin thì các bạn có thể hướng đến một số cái chương trình mà nó đặc thù hơn về công nghệ thông tin. Còn có cái sự phân biệt giữa các cái chương trình này thì thứ nhất là về phần cốt lõi. Đại học Bách Khoa Hà Nội thì rất chú tâm tới chuyện này, vì lý do đó nên các bạn phải học cái phần cốt lõi này rất nặng. Thì là phần cốt lõi là gần như là giống nhau, 60-70% các cái nội dung của các cái chương trình liên quan công nghệ thông tin là giống nhau. Điều đó nó sẽ dẫn đến là rất nhiều bạn là theo cái lĩnh vực này vẫn có thể với sang và làm việc rất tốt ở trong các cái định hướng chuyên sâu khác. Và đặc biệt là ví dụ như là thay đổi yêu cầu của công việc, của dự án vân vân gì đấy, các bạn ấy phải cập nhật cũng như là xử lý các cái nội dung liên quan chuyên sâu khác thì các bạn ấy vẫn có thể đáp ứng rất chi là nhanh. Thì đấy là cái mô hình xây dựng. Cái việc thứ hai nữa là các cái định hướng chuyên sâu của công nghệ thông tin hiện nay thì trên website của trường công nghệ thông tin và truyền thông đã có khá nhiều các cái bài viết rất chi tiết, đặc biệt là hiệu trưởng tại Hải Tùng cũng đã có rất nhiều các cái chia sẻ và luôn sẵn sàng trên các cái kênh truyền thông của trường công nghệ thông tin để chia sẻ sâu hơn để cái sự khác biệt của các cái chương trình để các bạn có thể lựa chọn xem là đâu là cái sự lựa chọn phù hợp. Đặc biệt hơn nữa đấy là đa dạng và phong phú là liên quan cả đến cái chuyện mà nó quyết định đến cái sự lựa chọn về mức điểm chuẩn của các bạn để có thể đặt nguyện vọng cho nó phù hợp. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời đến từ thầy Nam ạ. Và tiếp theo cũng là một câu hỏi dành cho thầy nữa. Đây là câu hỏi của bạn học sinh. Em thi đánh giá tư duy được 78,2 điểm thì em hỏi có thể đỗ vào các khoa nào của trường ạ? Em đang có nguyện vọng xét tuyển ngành an toàn không gian số thì có cơ hội đỗ không ạ? Vâng, một câu hỏi rất là sát. Một câu hỏi rất cụ thể luôn. Ở đây thì chắc là thầy Công là bên học bài là cũng đã theo rất lâu với cái kỳ thi đánh giá tư duy rồi. Thì với cái mức điểm thì với câu hỏi vừa rồi thì mình rất ấn tượng với mức điểm 78,2 là không phải là nhiều đâu ạ. Cái mức điểm này là các bạn là cũng là khá cao rồi và nó không được phải là top 10, nhưng mà theo như thống kê thì mình nghĩ là nó cũng phải top 100 thôi, top hàng trăm thôi. Điều đó thì dẫn đến là cái cơ hội mà bạn hỏi là vào các cái chương trình ở Đại học Bách Khoa Hà Nội thì mình có thể trả lời luôn là điểm này thì gần như là bạn ấy có thể đậu gần như tất cả các chương trình, kể cả cái chương trình hot nhất. Thế thì bạn có hỏi về chương trình an toàn trên không gian số thì theo như là cái dữ liệu hay là các cái phân tích mà mình có được đến thời điểm này, đặc biệt là với kỳ thi đánh giá tư duy thì cái mức điểm 78,2 này là hoàn toàn là đạt được yêu cầu của cái chương trình an toàn trên không gian số mà bạn yêu thích. Thì nên là bạn cứ mạnh dạn bạn đặt cái nguyện vọng. Tuy nhiên là đây là theo cái phân tích của mình thôi. Hiện nay thì vẫn ví dụ chỉ tiêu ở đấy chỉ lấy có 20 bạn. Tuy nhiên là 20 bạn 80 cộng tự nhiên lại quay lại đều yêu thích không gian an toàn trong không gian số. Cái xác suất cái này thì bên toán thì trở thấy ngay là nó rất bé, nhưng mà cái điều đó nó vẫn có thể xảy ra. Thế thì nên tuy nhiên là chúng ta vẫn cứ tự tin mà mình tin chắc là với cái mức điểm 78,2 này là bạn sẽ, nếu mà bạn đặt ra nguyện vọng là an toàn trong không gian số, bạn sẽ thành công. Đấy là, và mình chúc bạn là sớm trở thành sinh viên K69 của ngành an toàn trong không gian số. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi trả lời cũng như là câu chúc đến từ thầy dành cho bạn học sinh. Và tiếp theo là một câu hỏi dành đến cho thầy Nam ạ. Thầy Công ạ, và xin xin lỗi. Câu hỏi này thì bạn ấy muốn hỏi rằng là em rất thích lập trình game, không biết nên theo học ngành khoa học ngành nào để ra được làm được nghề này, và theo học ngành này thì xong có cơ hội thực tập khi còn đi học như thế nào ạ? Theo cái sự hiểu biết của thầy Công thì ngành lập trình game là một ngành rất là hot. Ngành công nghiệp game là gọi là ngành công nghiệp tỷ đô. Cung cấp cho rất nhiều trò chơi. Và cái ngành game này, thực ra lập trình game thì nó rất là nhiều mảng. Mảng lập trình giao diện, mảng gọi là fix bug hoặc là chữa lỗi, hoặc là tạo ra các tính năng mới của trò chơi chẳng hạn. Thì ngành này nó có rất nhiều mảng khác nhau. Nó là một cái gọi là ngành lại phân nhỏ ra. Thế thì cơ hội làm việc cho cái ngành lập trình game cũng rất là cao. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta, nhiều người nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta không có cái ngành lập trình game. Nhưng mà theo thầy Công được biết thì có rất nhiều tên tuổi hoặc là những cái công ty ở Việt Nam thì không biết đâu. Mặc dù đặt tại Việt Nam, mặc dù là người Việt Nam, nhưng ở Việt Nam thì không biết đến mấy. Thế nhưng mà
rất là nổi trong cái trên thế giới về các game hoặc là các gia công phần mềm chẳng hạn, thì đó là một cái ngành cơ hội rất là tốt cho học sinh. Vậy thì để có thể làm được trong cái lĩnh vực này thì học sinh cần phải có tư duy toán tốt này, cái thứ hai nữa là có kỹ năng tốt trong các ngôn ngữ, xử lý các ngôn ngữ lập trình game thì có thể sử dụng một số cái ngôn ngữ như là ngôn ngữ C++ hoặc là Python hoặc là có thể sử dụng Java hoặc là JavaScript. Đó là những cái ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng để lập trình game. Thế thì khi thì học sinh thì sẽ phải theo cái ngành nào? Đương nhiên là phải học cái ngành gọi là kỹ thuật lập trình, đúng không? Đúng thầy Nam? Đấy là cái ngành gọi là ngành gần nhất để có thể theo đuổi lập trình game. Thế còn tất nhiên như thầy Nam cũng đã chia sẻ là có sự giao thoa, có sự tích hợp giữa các ngành hoặc là các ngành gần đúng. Ví dụ các bạn có thể học công nghệ thông tin, có thể học về khoa học máy tính, khoa học dữ liệu hoặc vân vân, và sau đó các bạn sẽ hiểu biết sâu những hoặc là rộng những cái ngành đó, sau đó bạn bắt đầu đi chuyên sâu vào cái ngành kỹ thuật lập trình. Đã. Nghĩ kỹ thuật lập trình theo quan điểm của thầy Công là một cái ngành rất là hay, nó tạo ra một cái ngôn ngữ để cho con người chúng ta có thể giao tiếp với máy móc. Rất nhiều học sinh của thầy Công mặc dù học chuyên sinh nhưng sau này khi bắt đầu đi sâu vào một cái chuyên ngành, đó là ngành tin sinh, lại rất là thạo về lập trình. Đó, ví dụ như vậy. Thế thì có thể nói rằng nếu bạn đó mong muốn để trở thành một nhà lập trình game thì nếu mà gần nhất, dễ nhất là học theo ngành kỹ thuật lập trình. Và còn nếu không thì học những ngành liên quan, rộng, sau đó đi sâu dần. Đấy là theo quan điểm của thầy Công. Thế còn cái cơ hội mà bạn thực tập ngay còn khi học trong ghế nhà trường, trên ghế nhà trường chẳng hạn, là thầy Công nghĩ là cũng có. Vì cái ngành kỹ thuật lập trình này nó cũng khá là mở. Khi mà bạn có thể thực tập tại một số công ty lập trình game trong nước, hoặc là thậm chí là bạn có thể thực tập làm freelancer ngay từ nhà cho các công ty trên thế giới cũng có thể làm được. Và cơ hội việc làm cũng thầy Công nghĩ là tốt. Vâng, một câu trả lời rất hữu ích và rất chi tiết đúng không ạ? Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn học sinh gửi tới cho thầy Nam ạ. Em muốn phân biệt sự khác nhau giữa tự động hóa và cơ điện tử. Tự động hóa chuyên sâu về mảng nào, cơ điện tử chuyên sâu về mảng nào, khối lượng học ngành nào sẽ nặng hơn và ứng dụng các ngành ra sao? Vâng, một câu hỏi khá là ngắn gọn nhưng rất cần nhiều thông tin đúng không ạ? Dạ vâng, thế thì ở đây thì cũng có hai ngành cũng khá nhiều quý vị phụ huynh các em học sinh quan tâm trong các cái chương trình đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đấy là tự động hóa và cơ điện tử. Hai ngành này với điểm chuẩn mọi năm thì mình theo dõi là cũng khá ấn tượng. Thế thì tuy nhiên là hai cái ngành này thì nó cũng có điểm giống và điểm khác. Về điều khiển tự động hóa thì thiên về điều khiển và các cái hệ thống tự động trong công nghiệp, tự động trong nhà máy. Hiện nay thì gần như là chúng ta làm tất cả các cái thao tác thì nó đều điều khiển. Ví dụ như ngay chiều nay thì mình có ngồi theo dõi một số các bạn sinh viên đang tham gia một cái sản phẩm liên quan điều khiển. Đó là điều khiển cái chế độ để sạc pin cho các cái hệ thống pin, làm sao cho nó tối ưu hóa và nó thông minh. Thì đấy là chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi là chúng ta đã thấy là chúng ta cần điều khiển. Còn hiện nay thì khi mà chúng ta vào trong tất cả các cái không gian thì chúng ta đều thấy rất nhiều các thiết bị liên quan đến điều khiển. Thì các cái mảng đấy thì nó đều liên quan đến điều khiển và tự động hóa. Đấy là trong những cái không gian nhỏ. Còn trong các cái nhà máy lớn thì gần như là các cái hệ thống của chúng ta đều là điều khiển. Các quý vị và các em học sinh mà có nhiều các cái thời gian mà có cơ hội thì chúng ta nên đi trải nghiệm tại những cái doanh nghiệp hoặc là các cái công ty sản xuất ô tô hay là sản xuất các cái thiết bị vân vân, thì chúng ta sẽ càng có thấy cái giá trị của cái ngành điều khiển tự động hóa. Bên cạnh đó thì nó sẽ một cái khác, một cái ngành thì nó lại liên quan đến cái hướng rộng hơn, đấy là ngành cơ điện tử. Trong đấy liên quan cả đến cả lĩnh vực về cơ khí, các cái hệ thống máy móc điều khiển, robot vân vân, thì và cũng lập trình, cũng điều khiển vân vân, thì đấy chính là mảng cơ điện tử. Như vậy là phần cơ điện tử thì cũng học cả về công nghệ thông tin, kể cả về cơ khí lẫn cơ điều khiển. Và như vậy thì nó sẽ rộng hơn, nhưng mà định hướng chuyên sâu về phía cơ điện tử là sẽ phục vụ cho các hệ thống về máy móc. Thế nên là điều đó thì dẫn đến là nếu mà bạn nào mà yêu các cái thiết bị về máy móc, về robot, về các cái hệ thống bánh răng vân vân gì đó, thì chúng ta đều có thể hình dung ra cái
cái bức tranh của cơ điện tử, và hai cái mảnh ghép này cũng là rất quan trọng trong cái khối ngành khoa học kỹ thuật công nghệ. Thế nên là khi đó là chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của hai cái này là rất cấp thiết trong cái sự hiện đại hóa cái nền công nghiệp của Việt Nam. Nên là cũng vì lý do đó nên là hai cái lĩnh vực này đều được quý phụ huynh các em học sinh là rất yêu quý. Và như vậy là chúng ta có thể nhớ đơn giản thôi. Còn nếu mà tìm hiểu sâu thì các bạn vào web tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội để xem giới thiệu. Nhưng cứ nhớ đến điện tử, là cơ điện tử là các bạn sẽ nhớ đến những chú robot. Còn khi các bạn nhớ đến điều khiển tự động hóa thì các bạn có rất đơn giản như là nhà thông minh vân vân gì đó. Chúng ta chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói vân vân gì đó thì các cái hệ thống điều khiển cũng có thể giúp làm cho chúng ta. Thì đấy là giúp chúng ta có thể dễ hình dung về hai cái ngành này. Còn hiển nhiên là có rất nhiều các cái nét tương đồng và nét khác nhau của hai ngành này thì các bạn sẽ có thể tìm hiểu trên các tuyển sinh ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Vâng, và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của bậc phụ huynh gửi đến cho các thầy ạ. Thầy cho mình hỏi là con mình được 26,74 điểm, câu hỏi của chị Huyền Nguyễn ạ. Vâng, 26,74 điểm thì có thể đỗ vào ngành nào của trường? Con mình là con gái và cháu đang thích ngành kỹ thuật vi mạch và công nghệ nano hoặc là vật lý kỹ thuật thì có cơ hội không vậy ạ? Vâng, xin mời đến 26,74 điểm. Vâng, ạ. Vâng, thì thứ nhất là các bạn lưu ý là để vào các ngành khoa học kỹ thuật công nghệ thì thông thường là các bạn cũng phải có cái nền tảng về khoa học tự nhiên, không lý thì hóa, không hóa thì sinh, vân vân gì đó. Thì các bạn sẽ có cái bệ đỡ tốt để các bạn có thể theo học các cái chương trình này tốt. Cũng vì lý do đó nên là cái khối ngành kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội thì không tuyển theo khối D. Không tuyển theo khối D tức là toán, văn, anh. Thì đấy là cái sự khác biệt. Ở đây thì với cái mức điểm 26,74 mà lại là con gái. Thì thứ nhất là có khá nhiều các cái sự lựa chọn, không phải là vấn đề về giới tính. Hiện nay thì gần như là các cái ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội đều có bóng hồng ở đấy, kể cả ngành cơ khí. Hiện nay có, và đặc biệt là vào những cái ngành mà càng ít bóng hồng thì các bạn càng có cái cơ hội tỏa sáng nhiều hơn, đặc biệt là được sự quan tâm cũng như là hỗ trợ rất nhiều từ các bạn nam sinh rất ga lăng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì đấy là một cái mà chúng ta cũng sẽ thấy. Nên là thứ nhất là hỏi là bạn nữ có thể tham dự được cái ngành nào của Đại học Hà Nội thì mình có thể trả lời là tất cả các ngành. Tuy nhiên về số đông ấy thì các bạn hay lựa chọn ví dụ như là dệt may, hay là nhiều bạn thì thích về thực phẩm, hay là sinh học, hay là nhiều bạn thích về hóa học, hay là nhiều bạn thích về hệ thống thông tin quản lý, hay là nhiều bạn lại thích về công nghệ giáo dục, hay là đặc biệt là nhiều bạn nữ cũng thích về khối ngành kinh tế mà có nhiều các cái gắn kết với kỹ thuật nữa. Đấy thì đấy là cái sự lựa chọn của số đông. Tuy nhiên là vẫn rất nhiều bạn lựa chọn những cái ngành mà nghe nó rất kỹ thuật. Vâng. Kỹ thuật nhiệt này, hay là ví dụ như là cơ khí này, hay là kỹ thuật ô tô vân vân gì đấy. Nhiều bạn vẫn thấy cái hình ảnh là một cô gái là sinh viên của ngành kỹ thuật ô tô đang xử lý các cái vấn đề về máy móc liên quan đến ô tô. Thì mình thấy nó đều toát lên một cái gì đấy nó rất đặc biệt. Yeah. Thì đấy cũng là cái động lực cho rất nhiều các bạn nữ có thể lưu ý. Về cái chương trình về kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano thì hiện nay là cái ngành này là hướng đến một trong các cái ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội mà gần gũi với cái định hướng về phát triển vi mạch và bán dẫn của Đảng và Nhà nước. Và nên là cái ngành này cũng đang được cái sự quan tâm của rất rất nhiều các bạn học sinh. Qua cái theo dõi về cái xét tuyển tài năng thì thấy cũng rất nhiều bạn lựa chọn cái ngành này. Và năm ngoái thì cũng đã khá nhiều bạn lựa chọn xét tuyển. Năm nay chỉ tiêu có tăng lên. Chỉ tiêu liên quan đến ngành này thì năm nay cũng được Đại học Bách khoa Hà Nội với cái nguồn lực dồi dào cũng đã tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh lên đến tận 140. Và điều này thì cũng là sẽ tạo nên cái cơ hội. Thì với cái điểm là 26,7 thì mình nghĩ cũng là có cơ hội rất lớn để xét tuyển vào ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano. Tuy nhiên nếu mà theo đánh giá của mình thì nó mới lên cái mức 70-80% thôi, còn tùy thuộc rất nhiều các bạn khác. Thế nên là để an toàn thì các bạn ấy cũng nên có thể tìm hiểu thêm một số ngành. Nếu mà bạn ấy thực sự thích về vi mạch bán dẫn thì thứ nhất là các bạn ấy cũng có thể lựa chọn về cả về điện tử viễn thông này, hay là về như bạn ấy nói là về vật lý kỹ thuật. Mà với cái mức điểm đấy thì mình nghĩ với cái ngành là vật lý kỹ thuật thì nó cũng tạo nên một cái sự gì đấy là khá an toàn để cho bạn ấy lựa chọn. Và ngành vật lý kỹ thuật cũng có khá nhiều các cái định hướng chuyên sâu liên quan đến cái mảng vi mạch và bán dẫn.
mà điều đó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể hoạt động trong cái lĩnh vực đấy và cũng chứng tỏ được mình. Và cái cơ hội mà bạn ấy tỏa sáng nếu mà bạn thực sự đam mê và có năng lực như vậy thì sẽ cơ hội là sẽ rất cao đối với cái sự lựa chọn của bạn. Vâng, một lời khuyên rất thiết thực dành cho chị phụ huynh Huyền Nguyễn cũng như là cho con gái của mình. Và để chứng minh được rõ hơn những điều mà thầy vừa chia sẻ thì Khánh Linh cũng đã từng được cảm nhận không gian mà các bạn sinh viên, nam sinh viên của Đại học Hà Nội đối xử các bạn nữ như nào trong một không gian rất là ưu ái các bạn nữ. Và đấy là một không gian rất tuyệt vời để mà các bạn thực sự là càng nghĩ khoa mà càng cảm giác có ít bóng hồng thì cái ưu đãi, cái đặc quyền đó nó lại càng được hiện mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Vâng. Và hy vọng rằng câu trả lời vừa rồi cũng sẽ tạo thêm được động lực dành cho các bạn nữ khi chúng ta quan tâm đến việc là sẽ trở thành tân sinh viên của Đại học Bách Khoa. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Hương dành cho các thầy ạ. Em chào các thầy cô, em xin hỏi ngành khoa học máy tính liên kết với Đại học Choice Hoa Kỳ sinh viên có phải đi Mỹ học không ạ? Và em nghe nói học phí cao lắm hay không ạ? Em cảm ơn thầy. Vâng. Câu này cho thầy Nam rồi. Dạ vâng. Chương trình cho IT, chương trình khoa học máy tính liên kết với Đại học Choi thì đây là một cái chương trình, một trong số 3 chương trình thuộc dạng liên kết đào tạo quốc tế của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thế thì chương trình Choi thì là hoàn toàn là do Choi cấp bằng và chương trình là theo chương trình của Choi, một trong những cái trường đại học cũng khá danh tiếng ở Mỹ. Ở đây thì cái mô hình đào tạo thì bạn ấy sẽ không cần phải sang Mỹ đào tạo, mà bạn ấy hoàn toàn là đào tạo 4 năm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội với cái cơ sở vật chất là tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với các giáo viên thì có hai nguồn, có thể là các giáo viên cử từ trên bên nào Choi sang dạy, hai là các giáo viên của Đại học Bách Khoa, các giảng viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tham gia giảng dạy các cái môn, và nó rút ngắn hơn thời gian, tức là một năm thì chương trình Choi học 3 kỳ, và do vậy 10 kỳ của chương trình Choi thì học trong hơn là 3,5 năm thôi. Thì đấy là cái sự khác biệt. Vì thế nên là tính ra thì mỗi kỳ thì là khoảng 30 triệu một kỳ, thì là điều đó thì nó cũng sẽ tương đồng với một số các cái chương trình khác thôi, chứ cũng không phải là quá cao. Tuy nhiên là so với mặt bằng chung của mức thu nhập của các gia đình có thể trang trải cho con học theo cái chương trình này thì cũng là khá cao. Tuy nhiên là nếu mà cao như vậy thì các bạn lưu ý là cái quỹ học bổng cũng khá nhiều, và chúng ta cũng nên có những cái bài toán giải pháp tài chính để làm sao có thể theo học được chương trình Choi. Chương trình Choi năm nay thì có một cái sự khác biệt về yêu cầu, thì hôm nay cũng xin chia sẻ với phụ huynh. Đấy là cái yêu cầu về cái chuẩn đầu vào, là các bạn ấy phải có chuẩn tiếng Anh từ B2 trở lên, hoặc là cái chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên khi mà các bạn apply vào chương trình này. Điều đó nó sẽ dẫn đến là những bạn nào mà đáp ứng được yêu cầu đó lại là cơ hội. Tại vì là khá nhiều bạn thì có thể là chưa chuẩn bị tốt nhất về ngoại ngữ để có thể theo học, thì khi đó là sẽ bị hạn chế, và cái rào cản về mặt tài chính thì cũng làm hạn chế cái nguồn tuyển của chương trình. Nên là điều đó nó lại là cơ hội cho những bạn nào mà không bị rào cản với hai cái điều này. Ở đây thì nếu mà thống kê mà bảo cao thì kỳ thực thì cũng mình thấy thì cũng so với các cái giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học vân vân gì đấy, thì mình thấy là giáo dục đại học vẫn đang là rẻ so với cái mặt bằng chung. Tại vì khá nhiều cái chương trình mầm non mà là cũng là đến 7-8 triệu một tháng thì nó cũng tương đương với học phí của chương trình Choi thôi. Thì điều đấy thì qua đó thì các vị phụ huynh cũng vững tin hơn. Và nếu mà chúng ta đã lựa chọn con cho chương trình này thì cũng lưu ý về bài toán tài chính và các yêu cầu chương trình, và biến các cái khó khăn giao cản đó của rất nhiều người trở thành lợi thế của mình khi mà mình đã đáp ứng được cái yêu cầu đó. Và cũng có thể là chương trình Choi IT cũng là một cái sự lựa chọn tốt để quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể lưu ý. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và tiếp theo nữa là một câu hỏi dành cho thầy Công ạ. Học khối D thì có thể xét tuyển vào ngành kỹ thuật không? Và thầy cho em vài ngành có thể cơ hội xét tuyển được không ạ? Câu hỏi này giống như thầy Nam lúc nãy vừa chia sẻ. Đạ. Thì đối với ngành kỹ thuật, khối ngành kỹ thuật thường sử dụng các môn liên quan bao gồm môn toán và các môn thuộc khoa học tự nhiên như là vật lý, hóa học và sinh học. Thế còn khối D thì người ta thường sử dụng khối D để xét tuyển cho các ngành. Ngành đầu tiên đó là cái ngành ngôn ngữ và văn hóa, ngành thứ hai là ngành sư phạm, ngành thứ ba là cái ngành kinh tế, kinh doanh, quản trị ngân hàng. Ngành tiếp theo nữa thì cũng có một số ít trường
sử dụng cái khối D để xét tuyển vào cái vào ngành kỹ thuật, hoặc là một số ngành khác như là báo chí và truyền thông cũng thường sử dụng khối D. Thế còn sử dụng khối D để xét tuyển vào kỹ thuật thì có vẻ là hơi hiếm. Cũng có thể có một số trường, theo thầy Công được biết là một số trường trong thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng cái khối D xét tuyển, như là một số trường liên quan tới đào tạo vật lý hoặc là sinh học hoặc là công nghệ dệt may của một số trường ở trong thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là một số trường sử dụng đào tạo về mạng máy tính hoặc là khoa học máy tính thì cũng có thể sử dụng khối D, như là trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hay là Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn các trường nếu mà muốn vào một cái trường gọi là đậm màu kỹ thuật như trường Đại học Bách Khoa mà lại sử dụng khối D thì vẫn có thể vào để trở thành sinh viên của trường, nhưng mà là sinh viên những ngành như là ngành ngôn ngữ Anh, ngành các ngành kinh tế thì cũng có thể để dùng cái điểm khối D để xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa đối với những ngành như vậy. Đó là một số cái gợi ý của thầy Công. Nhìn chung thì dùng khối D để xét tuyển thì cũng hiếm, cũng ít đơn vị sử dụng, nhưng vẫn có thì các bậc phụ huynh và các thí sinh cũng có thể tham khảo thêm về các trường này ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn thầy Công ạ. Và một câu hỏi Thầy Nam có bổ sung gì thêm vào câu hỏi này không ạ? Về khối D thì kỳ thực thì các cái chương trình đào tạo tại bậc đại học ấy thì sẽ cần cái nền tảng của các bạn học sinh. Có khá nhiều các trường nếu mà tuyển khối D cho khoa học kỹ thuật công nghệ ấy, thì người ta sẽ phải đào tạo lại các cái nền tảng. Có thể là các bạn ấy sẽ vẫn phải học lại vật lý 1 hay là gì đó, như nhiên là sẽ khá vất vả cho các bạn ấy, và điều đó thì nó tạo ra rào cản cho cả về phía nhà trường lẫn người học đó. Thế nên là cũng vì lý do đấy là cũng đa phần các trường khối nếu mà cái ngành khoa học kỹ thuật công nghệ thì không lấy khối D. Tuy nhiên là cũng có nhiều trường là cái định hướng của đào tạo người ta nó hơi khác, nhưng người ta sẵn sàng đào tạo lại thì sẽ vẫn lựa chọn cái khối D. Thì chắc là cả quý phụ huynh cần phải theo dõi đề án của các trường cụ thể liên quan đến cái khối chọn đó. Cái việc thứ hai nữa là tuy nhiên là nếu mà yêu kỹ thuật ấy, thì vẫn khối D thì chúng ta sẽ có thể vẫn sẽ làm một số các cái công việc liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như là kinh tế trong kỹ thuật, ví dụ kinh tế công nghiệp hay là quản lý năng lượng, thì trong đó thì dẫn đến là không đòi hỏi quá nhiều cái lý hóa sinh vân vân gì đó. Nhưng mà khi các cái nền tảng lại đặc biệt là toán và khối D và đặc biệt là thêm ngôn ngữ và thêm các cái văn thì vẫn có lợi thế trong chuyện đó. Thế nên là ví dụ như là khối ngành kinh tế, hoặc là ví dụ Đại học Hà Nội cũng có cái tiếng Anh, gần như là tiếng Anh thì cũng là tiếng Anh khoa học kỹ thuật. Như vậy là nó cũng có một chút kỹ thuật để sau này các bạn cũng có thể ra làm những cái vị trí công việc mà nó cũng có một chút liên quan đến kỹ thuật. Ngoài ra thì cũng có công nghệ giáo dục là cái ngành nó cũng khá mới mà cũng dùng khá nhiều về công nghệ thông tin, cùng tuyển ở Đại học Hà Nội, cùng tuyển ở khối D. Và cái này thì nó sẽ liên quan đến nhiều các cái môn mà các bạn ấy lựa chọn ở khối D. Còn hiển nhiên là ví dụ các bạn ấy công nghệ giáo dục mà về sau lại muốn hỗ trợ các thầy trong các cái lĩnh vực mà về STEM hay là về cái gì đó mà cần phải là trang bị thêm, thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ phải được trang bị thêm một số các cái môn liên quan đến khoa học kỹ thuật mà ở phổ thông có thể là các bạn ấy đang chưa thực sự đầu tư. Thì đấy là cái sự lưu ý, thì cũng có thể sẽ nhiều sự lựa chọn liên quan đến cái khối D này, đặc biệt là ngay cả trong Đại học Bách Khoa. Vâng, xin cảm ơn phần bổ sung đến từ thầy Nam ạ. Và tiếp theo nữa thì có một câu hỏi, đó là thầy Nam cho em hỏi trong quá trình học ở trường mình thì có được thực hành thực tế tại các công ty hay không ạ? Vâng. Hiện nay thì cái mạng lưới kết nối với Đại học Bách Khoa Hà Nội và mình vẫn rất tự hào, đấy là một trong những trường Đại học Hà Nội, đại học hàng đầu liên quan đến cái chuyện kết nối với doanh nghiệp. Hệ thống các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp mà hợp tác trong quá trình đào tạo với Đại học Hà Nội là mạng lưới là rất lớn. Mạng lưới này đến từ cả các mạng lưới từ các cựu sinh viên alumni của nhà trường, hay là các cái hợp tác, các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn bên lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ là rất nhiều. Điều này nó đem đến cái cơ hội thực tập, hay là các cái cơ hội mà làm việc, hay là các cái roi vào các cái dự án, hay là roi vào các cái công việc, hay là các cái đề tài vân vân liên quan đến các cái doanh nghiệp là rất nhiều. Nên là cái cơ hội thực tế của các bạn sinh viên hiện nay là rất khác so với ngày xưa. Đặc biệt là hiện nay thì cái mô hình đào tạo Đại học Bách Khoa Hà Nội thì theo định hướng sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân 4 năm, trong đấy cũng đã có rất nhiều hoạt động liên quan đến doanh nghiệp rồi.
thì trong nếu mà bạn ấy định hướng một là theo định hướng kỹ sư chuyên sâu đặc thù, thì trong cái chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù, các bạn ấy bắt buộc sẽ phải có 6 tháng vừa học và làm việc tại doanh nghiệp. Thì đấy đấy là cái để chúng ta thấy rằng là cái việc là gắn kết với doanh nghiệp là nhà trường cũng rất lưu tâm và luôn luôn tạo điều kiện để các bạn ấy đi có những cái hoạt động thực tế tại các doanh nghiệp để có thể là hỗ trợ thêm trong quá trình học tập cũng như là định hướng cái công việc về sau của mình. Thì đấy là cái liên quan đến doanh nghiệp của Đại học Hà Nội. Dạ vâng. Tiếp theo là một câu hỏi dành đến cho thầy Công ạ. Ngành điện tử, viễn thông và ngành công nghệ thông tin thì khác nhau như thế nào ạ? Và có những trường đại học nào xét tuyển hai ngành này ạ? Vâng, xin mời thầy ạ. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi khá là rộng. Có vẻ là thầy Nam trả lời thì sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà để thầy Nam sẽ bổ sung cho thầy Công. Thì theo cách hiểu của thầy Công thì ngành điện tử, viễn thông là một ngành mà người học hoặc người làm trong ngành này thì sẽ phải có những cái kỹ năng để có thể thiết kế, chế tạo, vận hành các thiết bị, máy móc và các linh kiện và những cái cấu trúc liên quan tới cái công nghệ điện tử viễn thông. Ví dụ như trong các thiết bị viễn thông trao đổi thông tin từ xa hoặc là các máy móc để hỗ trợ cho nó, đó là ngành điện tử viễn thông. Thế thì chắc chắn rồi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội là có ngành này, có tuyển sinh ngành này rồi. Thế còn các trường khác nữa, các trường khác thuộc khối kỹ thuật như là Học viện Bưu chính Viễn thông chẳng hạn, hoặc là một số đơn vị đào tạo khác là có cái ngành này. Thế còn cái ngành công nghệ thông tin thì là sử dụng các là với ngành mà chúng ta sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để giao tiếp, để trao đổi, để hỗ trợ, để phối hợp hoạt động với nhau để giải quyết các bài toán trong thực tế. Thì thực tế giữa cái ngành điện tử viễn thông và ngành công nghệ thông tin nó có những cái mối liên quan nhất định với nhau, có thể hỗ trợ một số thành viên mà vốn được đào tạo trong ngành điện tử viễn thông lại có thể chuyển sang làm bên công nghệ thông tin hoặc ngược lại, vì nó có những cái mối liên quan và giao thoa với nhau. Thì hai cái ngành này là hai cái ngành khá là hot. Vì vậy mà rất nhiều trường đại học kỹ thuật là có đào tạo những ngành này, và việc tuyển sinh cái ngành này thì được sử dụng chủ yếu là nếu đối với cái điểm thi tốt nghiệp chủ yếu sử dụng khối A00 hoặc là một số ít là khối A01 toán lý anh. Thế là hai cái khối ngành chủ yếu. Thế còn nếu một thí sinh mà mong muốn để đi vào hai ngành này thì trước tiên chúng ta phải định hướng học đã, học khối A00 hoặc khối A01. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm tất cả các trường mà đào tạo ngành điện tử viễn thông hoặc là công nghệ thông tin để chúng ta có thể tiến hành thi tuyển. Thì thầy Nam có thể chia sẻ thêm cho thí sinh câu hỏi cái thông tin về hai ngành này để thí sinh làm rõ hơn. Vâng, những cái chia sẻ của thầy Công thì cũng rất gần gũi và cũng rất dễ hiểu liên quan đến hai cái ngành này. Thì hai cái ngành này thì cũng thuộc khối công nghệ và cũng khá có nhiều cái nội dung tương đồng, thì giống như thầy Công cũng có nói. Điều này ví dụ như là các bạn mà sau khi tốt nghiệp điện tử viễn thông thì vẫn có thể theo học sau đại học cái khối ngành công nghệ thông tin, nó gọi là ngành gần, tuy nhiên sẽ phải bổ sung các cái học phần để đảm bảo cái yêu cầu. Điều đó nó cho thấy cái mức độ gần gũi của hai cái ngành này. Cái thứ hai nữa là về cái công việc. Thì hiện nay thì trong các cái doanh nghiệp hay là các cái nơi làm việc ấy, thì thông thường là nó sẽ không phải là chỉ một bộ phận. Nó sẽ có phòng công nghệ thông tin hay là các cái phòng phát triển R&D vân vân gì đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy ngay là nó cấu thành nên cái bức tranh toàn cảnh cho cả một cái nhà máy. Điều đó nó dẫn đến là trong một nhà máy thường người ta sẽ tuyển dụng cả kỹ sư công nghệ thông tin hoặc là cử nhân công nghệ thông tin, nhưng mà cũng có tuyển cả về kỹ sư điện tử viễn thông và cử nhân công nghệ thông tin. Thì là hay là kỹ sư điện tử viễn thông, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy rằng là hai có thể là hiểu là hai người bạn này là rất gần gũi và thông thường song hành nhau trong rất nhiều các cái việc làm hay là các cái công việc mà sau này các bạn là tốt nghiệp ra trường. Vâng. Tiếp theo cũng là một câu hỏi dành cho thầy Nam ạ. Thầy cho em hỏi với ạ, em được 25 điểm theo tổ hợp A01, vậy có thể đỗ được kỹ thuật cơ điện tử không ạ? Vâng. Hiện nay thì 25 điểm ạ. 25 điểm. Bắt đầu thầy Nam bắt đầu nảy số. 25 điểm thì thứ nhất là với cái mức điểm năm ngoái thì hình như là cao hơn, thầy Nam nhớ không lầm thì là cao hơn.
Tuy nhiên là chúng ta sẽ chú ý cho thầy là với cái lĩnh vực cơ điện tử ấy, thì nó cũng giống như là cái món cơm ấy, thì hiện nay thì nó có khá nhiều cơm, không phải là chỉ cơm trắng không, nó sẽ có cơm rang chân trâu, cơm rang dưa bò, vân vân gì đó. Thì đặc thù là đặc biệt liên quan ngành cơ điện tử này thì cũng có khá nhiều cái định hướng khác nhau ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Thế nên là riêng cái về cái cơ điện tử này thì Đại học Bách khoa Hà Nội có ngoài cái chương trình cơ điện tử chuẩn là ME1 thì vẫn còn một số các cái chương trình vẫn là ngành cơ điện tử thôi. Ví dụ như là cơ điện tử tiên tiến thì với cái yêu cầu là phải các bạn phải giỏi tiếng Anh và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. À, hay là ví dụ như là cơ điện tử hợp tác với trường Đại học Leipzig của nước Đức là MELUH, hay là định hướng phát triển theo thị trường Nhật, ví dụ như MNUT với Đại học Nagoya của Nhật. Thì điều đó nó sẽ dẫn đến là có rất nhiều cái điểm nhấn khác nhau, mỗi chương trình nó sẽ có những cái điểm nhấn thú vị khác nhau, nhưng nó cũng đi kèm với đó là các cái yêu cầu khác nhau. Vâng. Của chương trình nó giống như cái chương trình CHOI ấy. Thì thứ nhất là sẽ có những yêu cầu về ngôn ngữ khi học. Hai là học phí thông thường nó sẽ đắt hơn. Khi chúng ta mà gọi các cái chương trình có các cái điểm nhấn khác thì thông thường học phí nó cao hơn. Điều này nó sẽ lại tạo nên rào cản nên là có khả năng điểm chuẩn của các cái chương trình đặc biệt hơn ấy, thì nó lại sẽ thấp hơn. Thế nên là thứ nhất là với cái mức điểm 25 thì mình nghĩ vẫn nên tự tin đặt đặt ngành cơ điện tử thường ME1. Tuy nhiên thì là xác suất thì mình theo như mình nghĩ thì mới khoảng 55-60% thôi. Vâng. Do vậy thì bạn ấy nếu vẫn yêu cái lĩnh vực cơ điện tử đó, cái ngành cơ điện tử đó, thì bạn ấy nên sẽ có những cái sự lựa chọn. Hoặc là nếu mà bạn ấy cũng bảo là em muốn thích một số cái ngành cũng gần gần như cơ điện tử thì có thể nghĩ đến cơ khí hay là kỹ thuật nhiệt, mà chúng ta sẽ biết tất cả hệ thống bây giờ đều nóng và lạnh mà, vân vân gì đó, thì nó cũng gần gần đó và dẫn đến là sẽ tăng cái cơ hội lên. Thì đấy là mình khuyên là như vậy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là với cái mức 25 thì vẫn có cơ hội đấy. Thì chúng ta vẫn nên tự tin là chúng ta đặt. Còn nếu mà nó xa quá thì thầy Nam sẽ tư vấn là không nên đặt luôn. Tuy nhiên là vẫn nên đặt cái đấy. Và bên cạnh đó sẽ phải tìm hiểu thêm một số cái ngành cùng với cái ngành cơ điện tử đó. Nhưng những cái định hướng khác hay là với các cái ngành gần như là cơ khí hay là về nhiệt hay là về vật liệu vân vân, đặc biệt là vật liệu là một cái ngành cũng rất gần với cái cơ điện tử, nó nằm trong cái dây chuyền sản xuất đấy, thì vật liệu cũng rất quan trọng khi mà trong các cái dây chuyền sản xuất hay là các cái nhà máy, thì qua đó thì các bạn ấy có thêm cái sự lựa chọn và qua đó thì nó tăng cái khả năng. Và sau này thì các bạn ấy khi vào học thì có nhiều bạn thì thấy là nó hơi khác so với lúc chúng ta hình dung ban đầu. Nên là lúc ban đầu khi các bạn ấy chưa vào ngành cơ điện tử thì cũng chưa nhìn rõ là các cái sự yêu thích của mình ngày xưa nó có đúng hay không. Thế nên là chúng ta cứ tăng thêm các cái cơ hội tìm hiểu thêm các ngành nghề. Thì đấy cũng là cái cách thức mà các bạn ấy nên suy nghĩ khi là tìm hiểu các ngành nghề và đặt nguyện vọng trong thời gian tới. Vâng. Tiếp theo cũng là một câu hỏi nữa dành cho thầy Nam ạ. Thưa thầy thì 26,8 thì có hy vọng đậu IT vật Việt Nhật không ạ? Và em chưa cộng điểm vùng. Vâng. À 26,8. 26,8. Thì thứ nhất là bạn lưu ý là điểm xét là sẽ phải có được cộng điểm vùng. Tuy nhiên là điểm vùng thì sau cái mốc 22,5 thì nó có cái sự giảm dần của cái cộng điểm vùng. Thế thì mình cứ tính nhẩm là bạn là 27 đi. Vâng. 27 mà bạn hỏi về Việt Nhật năm ngoái thì cũng hình là mình nhớ không lầm là 27 phẩy bao nhiêu đấy. Như vậy là 27 là tính trung bình là 3 môn 9 là cũng rất ấn tượng với cái điểm thi năm nay rồi. Thì mình nghĩ rằng là bạn vẫn nên tự tin, tại vì là theo như mình thấy là chỉ tiêu của Việt Nhật là một trong những cái ngành về khối công nghệ thông tin mà nhiều chỉ tiêu nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cái việc thứ hai nữa là vì cái yêu cầu về cái đặc thù của cái chương trình Việt Nhật ấy là hướng đến thị trường Nhật, nên trong quá trình học là các bạn ấy còn phải học cả tiếng Nhật và học cả văn hóa Nhật vân vân gì đó, và học phí thì nó cũng cao hơn so với chương trình chuẩn một chút, nên đôi khi nó sẽ làm rào cản. Và điều này thì nó cũng là cơ hội cho bạn, đặc biệt là với bạn ở cái mức 27 thì mình nghĩ là vẫn có cơ hội khá cao để các bạn ấy đặt, nên là cái này bạn ấy nên đặt, tự tin bạn ấy đặt. Tuy nhiên là cũng giống như lúc nãy thầy Công cũng chia sẻ và thầy Nam chia sẻ, thường là chúng ta luôn luôn có nhóm thách thức và nhóm gọi là khả thi và nhóm an toàn. Nên là bạn ấy với cái mức 27 thì cũng không phải là top 1, top 2 thủ khoa toàn quốc, nên là chúng ta cứ đặt rộng hơn để an toàn. Mình nhớ cách đây có 2 năm thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng phải đi hỗ trợ một số bạn với điểm 27 hay sao, là rất tự tin và chỉ đạt có một nguyện vọng. Điều này là cái rất tối kỵ đối với các bạn mà khi mà
lựa chọn cái nguyện vọng trong cái thời hiện nay cũng nó không phù hợp, nên là chúng ta nên cứ đặt, tại vì là cái mức 27 thì còn rất nhiều bạn trên, nên là khi mà nhiều bạn mà trên mình cùng hướng vào chỗ đó thì nó lại là cái rủi ro cho mình. Còn cái đấy thì hiển nhiên nó đều có thể xảy ra, nên là chúng ta phải rộng hơn để nó tăng cái tính an toàn. Và đúng cái nguyên tắc như thầy Công và thầy Nam chia sẻ, cứ vùng thách thức, vùng khả thi và vùng an toàn thì là cái sự lựa chọn thông minh. Vâng, vẫn có những cảnh báo về rủi ro. Tuy nhiên là với thông tin vừa rồi, chắc chắn rằng bạn ấy đã có thể cảm thấy ngủ ngon hơn vào tối ngày hôm nay rồi ạ. Và tiếp theo nữa đó chính là một câu hỏi ạ. Thì bạn có muốn hỏi rằng là em thi đánh giá tư duy được 52,51 điểm và có cơ hội đỗ vào Bách Khoa được không ạ? Em rất mong trở thành sinh viên của trường. Và em có nên đặt hết tất cả... À không, cái này thì mình sẽ trả lời câu này tách riêng đúng không? Vâng. Với cái mức mà 52,51, tức là nếu mà bạn ấy có theo dõi cái điểm chuẩn năm ngoái của Đại học Bách Khoa Hà Nội thì là cái mức trên 50 thì mình thấy cũng rất nhiều các cái chương trình với cái mức trên 50. Do vậy nếu mà bạn chịu khó tìm hiểu cũng như để ý và lựa chọn trong các cái khoảng mà ngang hoặc là trên một chút liên quan đến cái điểm này trong cái dự báo sắp tới Đại học Hà Nội thì các bạn lựa chọn được rất nhiều chương trình hay liên quan đến cái mức điểm này. Năm ngoái thì là năm nay thì số lượng thí sinh đăng ký là tăng lên, tuy nhiên là cái chỉ tiêu năm nay mong muốn đạt được so với năm ngoái là cũng tăng rất nhiều, tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái, nên là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không nên quá tự ti ở cái mức điểm 50 này. Với mức điểm 50 mà cho các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực ấy, thì nó cũng phải ngang đến tầm 20 mấy điểm so với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, nên là các bạn vẫn nên tự tin để đặt các cái nguyện vọng. Và mình cũng vẫn thấy rằng là cái mức điểm này thì bạn sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái điểm chuẩn của rất nhiều chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội trong năm 2024 này. Và nếu mà bạn có sự lựa chọn thông minh và nếu mà tầm điểm này thì bạn đặt nhiều một chút thì mình tin chắc 100% vẫn chào đón bạn là sinh viên, tân sinh viên K69 của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vâng, xin là cảm ơn chia sẻ của thầy. Và tiếp theo thì chúng ta có một câu hỏi nữa dành cho thầy Công, đó chính là em có nên đặt hết tất cả nguyện vọng vào Đại Bách Khoa hay không? Và khi nãy phần đầu chương trình thầy Công đã có chia sẻ chúng ta hai chiến lược đúng không ạ? Một chiến lược đấy là chúng ta sẽ đặt hết vào một cái nguyện vọng về một cái ngành học nào đó. Và một cái chiến lược thứ hai đó là đặt hết tất cả nguyện vọng vào trường Bách Khoa thì chắc chắn là cái xác suất chúng ta được vào Bách Khoa cũng rất là cao đúng không ạ? Nhưng mà ngoài cái chiến lược đấy ra thì thầy có còn lưu ý gì dành cho các bạn không ạ? Theo quan điểm của tôi, như tôi đã chia sẻ từ ban đầu ấy, thì nếu bạn cái quan trọng đầu tiên là bạn phải thực sự thích ngành nào. Nếu mà bây giờ mà bạn vẫn chưa định hướng được là mình thực sự thích ngành nào thì mình có thể vào trường như trường Bách Khoa chẳng hạn, như Đại học Bách Khoa thì có nhiều ngành, và đôi khi nó gọi là nghề chọn người. Và khi mà chúng ta vào được Đại học Bách Khoa theo một cái cách gọi là em phải đến Bách Khoa học kỹ thuật thì mình sẽ giải nguyện vọng các ngành khác nhau, từ những ngành mình thích cho đến mình chưa thích lắm. Thì với ngay cả với câu hỏi phía trước là một cái bạn được 52,51 điểm đánh giá tư duy chẳng hạn, thì cơ hội để bạn đó vào trường Bách Khoa cũng rất nhiều ngành. Như giống như năm ngoái thì các ngành mà lấy điểm chuẩn đánh giá tư duy thấp hơn 52,51 là vẫn có vài ngành, nhiều ngành. Thế cho nên là các bạn thí sinh cũng cứ tự tin. Còn khi mà em đã xác định được là em chỉ yêu một ngành thôi, chỉ yêu một ngành thôi, thì lúc đó thì đương nhiên ở Đại học Bách Khoa cũng chỉ có một cái khoa hoặc là một cái trường đào tạo. Thế thì chúng ta sẽ đặt cái nguyện vọng đó lên làm nguyện vọng đầu tiên, còn mình sẽ lựa chọn cái ngành đó của các trường khác tiếp theo nữa để lựa chọn. Do vậy mà để trả lời câu hỏi này thì phụ thuộc vào cái điểm quan trọng nhất là bạn đã xác định được là mình yêu thích ngành nào hay chưa. Và nếu mà mình đã xác định được rồi thì sẽ chỉ lựa chọn một lượng nguyện vọng trong Bách Khoa thôi. Thế còn nếu mình chưa xác định được là mình sẽ thích ngành nào, yêu ngành nào thì thôi, cứ giải hết nguyện vọng Bách Khoa đi. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn lời khuyên rất là chân thực và rất là chân thành đến từ thầy. Và cũng còn rất là nhiều câu hỏi được gửi đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải gói gọn lại và tổng hợp lại để có thể gửi đến câu trả lời này dành cho các bạn vào một thời điểm khác. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn sự có mặt của thầy Công, sự có mặt của thầy Nam đã dành thời gian để có thể cùng trò chuyện về chủ đề này và mang đến những giá trị hết sức thiết thực về mặt thông tin dành cho quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Một lần nữa cảm ơn hai thầy ạ. Và có lẽ là xin mời hai thầy sẽ dành một lời chúc cũng như một lời chào đến
đến cho quý phụ huynh cũng như các bạn ngày hôm nay ạ. Và xin mời thầy Nam ạ. Vâng, xin chúc quý phụ huynh, các em học sinh lẫn quý vị khán giả theo dõi buổi livestream hôm nay thì sẽ có cái kết quả xét tuyển như ý muốn, và tất cả những em nào mà đã rõ về ngành nghề sẽ trúng ngay nguyện vọng một của mình. Còn những bạn mà đang còn phân vân thì đôi khi là cái kết quả chính là cái chân ái mà nó đến sau, và điều đó thì chúng ta đều có một cái mùa tuyển sinh và cái nguyện vọng cảm thấy tuyệt vời nhất trong cái mùa tuyển sinh năm 2024, và cũng sẽ chào đón tất cả các bạn thí sinh mà dành tình yêu và sự lựa chọn cho Đại học Bách khoa Hà Nội. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh. Xin chúc cho các thí sinh 2K6 và các thí sinh xét tuyển năm nay sẽ xếp đặt được thứ tự nguyện vọng của mình một cách phù hợp nhất và trúng tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích nhất, để từ đó có thể phát triển cái sự nghiệp của bản thân sau này. Xin là cảm ơn MC cũng như là thầy Nam đã cùng với thầy Công có một buổi chia sẻ rất là vui, hấp dẫn cùng các bậc phụ huynh và các thí sinh. Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, các em học sinh và các khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng. Và bây giờ thì thời lượng của buổi livestream ngày hôm nay với điểm chuẩn khối ngành khoa học công nghệ và kỹ thuật cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream cho đến giờ phút này, và hy vọng rằng là những thông tin mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau sẽ giúp cho quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh có thêm định hướng và sự chuẩn bị kỹ càng để cho kỳ thi sắp tới. Và để xem lại phần livestream này thì các bạn học sinh cũng như quý bậc phụ huynh chúng ta có thể truy cập vào các nền tảng số của YouTube, Facebook của Đài Hà Nội. Và một lần nữa, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.